À, rồi chào các anh chị ha. Tối nay chúng ta lại gặp nhau ha. Rồi như vậy thì mình không 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 biết là theo cái lịch của mình đó là thứ tối thứ hai tối thứ tư rồi mình còn học buổi nào trong tuần nữa không các anh chị? À, tối thứ sáu này ơi. Trời đất ơi. Chắc tối thứ sáu để tôi nói lại với bên trung tâm liên kết, tại vì tối thứ sáu tôi có lớp cơ sở dữ liệu cũng dạy từ xa nha. Cái này là đúng là tối thứ sáu mình học cơ sở dữ liệu. À đúng rồi, vậy là cũng của lớp mình luôn đúng không? Rồi Lớp khác thầy ơi, lớp học thầy rồi. ủa Sở dữ liệu tụi em học thầy có điểm thi rồi này ơi. rồi Ủa, rồi hôm rồi nay có điểm rồi thầy ơi. tôi nhớ rồi ha. Tại vì có bạn nhân này, bạn nhân nói tới thứ sáu, vậy là bạn nhân học trước đó nhưng mà bạn nhân học lại ha. Rồi để vậy thì tôi nói lại với bên trung tâm liên kết đào tạo xem, tại vì hiện tại nè, hiện tại là tôi đang dạy cơ sở dữ liệu cho một lớp, cũng là lớp từ xa, tôi dạy vào tối thứ ba và tối thứ sáu, nhưng mà lớp này thì tuần sau kết thúc rồi. Như vậy thì tôi dạy môn UML cho lớp mình là tôi dạy tối thứ hai tối thứ tư ha. Rồi tối thứ sáu thì tuần này chắc là tạm thời mình nghỉ để tôi nói lại với bên trung tâm liên kết đào tạo ha. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta qua cái chương mới là sơ đồ lớp ha. Như vậy thì để tôi share cho các anh chị. Dạ, các anh chị thấy cái slide của tôi hết rồi ha. Dạ. Như vậy thì từng vừa rồi đó là mình học sơ đồ diêu khay. Thì sơ đồ diêu khay thì nó đơn giản rồi. Bây giờ mình xem coi những cái actor, những cái tác nhân nào chúng ta có những cái thao tác gì đó thì chúng ta liệt kê vô. Và cái khó trong sơ đồ diêu khay đó là chúng ta xác định mối quan hệ giữa các diêu khay. Mình có ba mối quan hệ chính, đó là mối quan hệ include, extend và tổng bật qua ha. Rồi như vậy thì hôm nay mình sẽ sang sơ đồ lớp. Thì cái sơ đồ lớp là cái sơ đồ mà tôi nói thiệt là cái sơ đồ khó nhất trong ba cái sơ đồ của mình học ba sơ đồ là UK, sơ đồ lớp với sơ đồ tương tự ha. Rồi, sơ đồ lớp là cái sơ đồ khó nhất. Thì ở cái sơ đồ lớp đó, là cái sơ đồ mà chúng ta sẽ sinh ra cái cơ sở dữ liệu à. Như vậy thì ở đây chúng ta sinh ra thì nó sẽ có cái quy tắc để nó sinh ra. Do đó thì mình ở đây mình giải cái sơ đồ mà mình giải cái sơ đồ lớp nó không đúng đó thì mình áp dụng cái quy tắc mình sinh ra cái cơ sở dữ liệu nó không chặt, nó không có chặt chẽ gì hết đúng không? Như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Rồi như vậy thì khi mà chúng ta vẽ sơ đồ lớp đó thì chúng ta chú ý ha. Rồi bây giờ trong nội dung của chương này đó thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái mục đích của sơ đồ lớp ha, là để làm gì. Chúng ta cũng học cái bộ định nghĩa và ký hiệu của nó, sau đó thì chúng ta nói sơ qua cái giao diện. Thì thật ra cái giao diện của mình đó là một cái lớp trừu tượng thôi. Mình nghĩ nó là một cái lớp trừu tượng. Bây giờ khi mà chúng ta tương tác với một cái lớp dữ liệu đó thì mình không có tương tác trực tiếp được đúng không? Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là chúng ta đăng ký môn học, như vậy thì chúng ta phải đăng ký môn học thông qua cái website đúng không, hoặc là đăng ký thông qua một cái ứng dụng, chứ chúng ta không có rào trực tiếp vô cơ sở dữ liệu được. Tại vì bây giờ mình là người dùng cuối đúng không, người dùng cuối mà mình rào được vô cơ sở dữ liệu thì người ta cũng rào được. Mình nếu mà mình sửa xóa, mình làm mình quậy lung tung trên đó hết là cái cơ sở dữ liệu cuối cùng là nó không có hoạt động được đấy. Do đó thì cái sơ đồ lớp của mình là cái sơ đồ mà chúng ta nói về cấu trúc dữ liệu. Như vậy thì muốn tương tác vào cái lớp đó thì chúng ta phải tương tác thông qua cái giao diện của cái lớp đó nha. Vậy thì cái ý nghĩa của cái giao diện là nó như vậy, nhưng mà thật ra nó cũng không có quan trọng. Rồi chúng ta xét quan hệ giữa các lớp thì cái phần này là cái phần tương đối khó ha. Tại vì tôi thấy là bây giờ cái quan hệ giữa các lớp đó là nó sẽ sinh ra cái mối liên kết giữa các lớp, mà liên kết giữa các lớp thì nó sẽ sinh ra ràng buộc giữa khóa chính với khóa ngoại đó. Như vậy thì khóa chính khóa ngoại chúng ta gặp lại cái chỗ này ha. Như vậy thì chúng ta liên kết mà nếu mà nó không khéo đó thì nó sẽ sinh ra cái khóa chính khóa ngoại là nó không đúng, nó sẽ sai ha.
nó không đúng ràng buộc. Rồi như vậy thì cuối buổi đó thì chúng ta cũng sẽ có cái ví dụ để chúng ta xây dựng một cái sơ đồ lớp hoàn chỉnh. Rồi bây giờ nói nôm na, cái sơ đồ lớp là cái sơ đồ mà chúng ta mô tả cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Mình nói nôm na như vậy ha, là mô tả cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ mô tả thông nó qua các cái lớp. Như vậy thì đầu tiên là mình cũng đâu biết cấu trúc cơ sở dữ liệu mình có gì trong đó đâu. Như vậy thì mình phải tìm hiểu xem là cái hệ thống của mình nó có những cái lớp nào, đúng không? Và cái lớp thì nó liên quan đến lập trình hướng đối tượng. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là chúng ta xây dựng một cái hệ thống quản lý tiệm trà sữa đi. Như vậy thì tiệm trà sữa chúng ta có ai? Có nhân viên. Như vậy thì mình sẽ có lớp nhân viên. Rồi mình có khách hàng thì mình sẽ có lớp khách hàng. Mình sẽ có cái lớp trà sữa chẳng hạn. Như vậy thì mình sẽ có trà sữa, mình có nguyên liệu, mình có nhà cung cấp, ha, mình có hóa đơn, mình có phiếu thu, mình có phiếu chi gì đó. Như vậy thì chúng ta xem các cái đối tượng đó là những cái gì và chúng ta sẽ trừu tượng nó thành lớp ha. Như vậy thì một lớp thì chúng ta sẽ có thuộc tính và phương thức. Thuộc tính là cái gì? Thuộc tính chính là tính chất của cái lớp đó. Ví dụ như bây giờ mình nói như khách hàng thì tôi có mã khách hàng, tôi có tên khách hàng, tôi có địa chỉ khách hàng, như vậy thì đó là thuộc tính. Còn phương thức của khách hàng là gì? Thì khách hàng lại khách hàng mua mua trà sữa mình, đúng không? Như vậy thì khách hàng thanh toán, khách hàng tìm kiếm gì đó ăn trước khi mua trà sữa của mình thì cũng phải lên nó tìm kiếm, mua xong thì cũng phải thanh toán. Đó là những cái hành động mà có tương tác với hệ thống thì chúng ta gọi nó là phương thức. Như vậy thì chúng ta thấy phương thức của mình là cái gì vậy? Nó là cái UK đúng không? Đấy, nó là cái UK đó, nó là cái hành động đó ha. Đấy. Ví dụ như đối với cái hệ thống ATM thì mình có rút tiền đúng không? Rút tiền, chuyển khoản vân vân ha. Mình hiểu nôm na cái phương thức của mình nó là các cái hàm, các cái hành động hay là các cái UK. Còn các cái thuộc tính là mô tả tính chất. Như vậy thì cái thuộc tính này sau khi mình chuyển thành dữ liệu đó thì nó sẽ thành các cái cột trong bảng dữ liệu của mình. Ví dụ như bây giờ mình có cột mã khách hàng, họ tên, rồi ngày sinh vân vân ha, thì đó là các cột rồi. Mình thấy nó bắt đầu nó liên quan rồi ha. Đấy. Rồi, bây giờ cái khó nhất là chúng ta xác định cái lớp. Bây giờ hệ thống của mình đó, chúng ta có những cái lớp nào. Như vậy thì ở đây người ta định nghĩa lớp nó là sự mô tả tập hợp tất cả các đối tượng có cùng đặc tính. Như vậy thì mình gom nó thành lớp. Bây giờ chúng ta thấy là sinh viên của mình nè, bản thân của mình là sinh viên. Như vậy thì sinh viên của mình thì ai cũng có mã số sinh viên, ai cũng có họ tên, ai cũng có địa chỉ email, ai cũng có số điện thoại, ai cũng đăng ký môn học, ai cũng xem điểm đúng không? Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là những đối tượng này nó có cùng tính chất, có cùng hành động thì chúng ta gom lên thành lớp, đó là lớp sinh viên. Đó, được không? Đấy. Bây giờ giả sử như bây giờ mình có cái môn học đi. Môn học thì môn nào cũng là môn học đúng không? Môn học thì nó sẽ có mã môn, nó sẽ có số tín chỉ, nó sẽ có tên môn chẳng hạn vậy, nó có môn tiên quyết vân vân. Như vậy thì chúng ta gom nó lại thành một cái lớp, nó gọi là môn học. Đấy. Như vậy thì lớp là cái gì? Lớp là chúng ta thấy là những cái đối tượng mà nó giống giống nhau ha, nó có cùng tính chất thì chúng ta sẽ gom nó thành một lớp. Đấy. Như vậy thì ở đây một đối tượng là một thể hiện của lớp. Rõ ràng bản thân của một sinh viên thì nó là một thể hiện của lớp sinh viên. Bản thân của một ông giáo viên cụ thể, ví dụ nó ông Nguyễn Minh Khiêm thì ông Nguyễn Minh Khiêm nó là một thể hiện của lớp giáo viên đó, ví dụ như vậy ha. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tạo thành lớp đó thì lớp của mình nó phải chứa từ hai đối tượng trở lên thì chúng ta mới tạo thành lớp được ha, chứa từ hai đối tượng trở lên đó, chứa từ hai đối tượng trở lên chúng ta mới tạo thành lớp. Chứ có một đối tượng tạo thành lớp làm chi? Tại sao? Tại vì ví dụ như cái lớp mình lớp sinh viên đó, à, ví dụ mình có cái lớp sinh viên thì dĩ nhiên khi mà mình tạo ra cơ sở dữ liệu nè, mình có mã số sinh viên nè đúng không? Đấy. Mình có họ tên. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta tạo ra một sinh viên mới, ví dụ như chúng ta có sinh viên số 1 thì họ tên Nguyễn Nga gì đó, thì chúng ta ít nhất là một cái bảng là chúng ta cũng phải có hai dòng dữ liệu trở lên nó mới có khóa không khóa chính để nó phân biệt được. Thì bây giờ mình nói bây giờ một lớp của mình xác định có một đối tượng thì chúng ta tạo thành lớp làm chi? Cho nên sau này khi mà chúng ta thấy mô tả là ví dụ như là một ngân hàng làm gì đó, hoặc là một địa phương làm cái gì đó ha, một cái trường học làm cái gì đó, thì một chúng ta nghe cái chữ một đó là chúng ta không có tạo thành lớp đấy không? Tại vì nó có một cái tạo thành lớp gì đấy. Rồi bây giờ lớp của mình thì chúng ta có ký hiệu, thì ở đây lớp của mình nó là một cái hình chữ nhật, nó có ba ngăn. Ngăn thứ nhất là tên lớp, ngăn thứ hai là danh sách các thuộc tính ha, ngăn thứ ba là danh sách các phương thức. Xong rồi đó, đơn giản, rất đơn giản ha.
Bây giờ tên lớp của mình, tôi nói luôn tên lớp của mình bắt đầu bằng chữ in hoa hết. Ở trong nó có phẳng trắng hay là những chữ cái còn lại, thích viết chữ in hoa cũng được, không thích viết chữ thường không ai nói gì hết, miễn cái chữ cái đầu tiên của cái tên lớp là chữ in hoa ha. Rồi danh sách các thuộc tính, như vậy thì thuộc tính của mình chính là các cái cột dữ liệu đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta khai báo đó, thì chúng ta sẽ khai báo ví dụ như là tên thuộc tính, ví dụ như mã số sinh viên nè. Rồi chúng ta phải để cái kiểu dữ liệu của nó, ví dụ như là kiểu string hay là kiểu va chai gì đó ha. Thật ra là chúng ta để kiểu chuỗi cũng được, muốn để kiểu gì thì chúng ta để ha. Rồi, vậy thì khi cài đặt đó, thì bây giờ cái kiểu string này chúng ta cho nó bao nhiêu ký tự gì đó, thì chúng ta sẽ cài đặt tùy theo cái hệ quản trị của mình, nó cho phép nó cho cái kiểu dữ liệu nào thì chúng ta sẽ cài đặt theo cái đó. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta có thể định nghĩa rất nhiều các cái thuộc tính, ví dụ như họ tên là kiểu chuỗi hay gì đó, ngày sinh là kiểu D, rồi chúng ta có số điện thoại là kiểu chuỗi gì đó vân vân ha. Chúng ta sẽ định nghĩa một loạt các cái danh sách, tại vì đây là danh sách mà ha, các cái thuộc tính. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ có danh sách các cái phương thức. Phương thức của mình ở đây là các cái hành động, ví dụ như sinh viên chúng ta có đăng ký môn học nè, như vậy thì đăng ký môn học của mình nó là một cái hàm đúng không, hoặc là một cái thuộc tính. À, thì tôi xin lỗi, một cái UK. Như vậy thì đăng ký môn học thì bên trong nó là cái hàm, thì nó sẽ có tham số bên trong. Ví dụ như đăng ký môn học cho biết là sinh viên nào, mã số sinh viên nè, đăng ký cái môn gì đúng không, đăng ký ở cái nhóm nào vân vân ha. Như vậy thì kết quả xuống cái hàm này nó trả ra kiểu void là đăng ký được hay không, hoặc là nó trả ra một cái kiểu số in hay gì đó ha, cho biết đăng ký cái môn nào vân vân, thì tùy mình thôi. Ở đây với cái góc độ là mình phân tích hệ thống thì mình nghĩ ra trước là tôi xây dựng cái lớp đó là tôi cần cái phương thức đó ha. Đấy, như vậy thì mình có cái phương thức là mình cứ đề xuất, còn cái chuyện cài đặt đó là cái chuyện của lập trình viên ha. Lập trình viên khi nó cài đặt sao nó cài đặt, cũng giống như khi mà mình xây cái nhà vậy đó các anh chị. Mình là người phân tích, là giống như là mình là người mình thiết kế đi, mình kiến trúc sư đi ha. Như vậy thì tôi thiết kế cái chỗ đó là cái nhà, cái phòng của tôi đó, cái phòng của tôi đó là nó bên ngầu rộng 5 mét vuông, chiều dài nó 3 mét vuông gì đó ha, chiều dài 3 mét gì đó ha, rộng 5 mét gì đó, thì nó được 15 mét vuông đó. Thì còn khi mà người ta xây dựng, người ta đo đạc làm sao đó, người ta lót gạch men, người ta làm gì đó, người ta sơn như thế nào, đó là cái chuyện của người thợ xây. Còn đối với cái người mình phân tích hệ thống của mình cũng vậy, tôi thấy cái chỗ đó là cần thiết là có cái hàm đó ha, thì tôi để cái hàm đó. Còn cái chuyện anh cài đặt như thế nào, anh sử dụng cái giải thuật như thế nào đó, thì khi mà chúng ta lập trình chúng ta mới làm. Yeah. Mình đang đứng ở dưới góc độ phân tích ha. Còn ở đây cũng vậy, đối với các cái thuộc tính thì mình cứ nghĩ là nó có thuộc tính đó, còn cái chuyện cài đặt là sao thì lúc đó chúng ta vô cơ sở dữ liệu chúng ta xây dựng ha, chúng ta create table, rồi chúng ta tạo ra các cái bảng, rồi chúng ta tạo ra các cái cột ràng buộc gì đó, thì cái đó cái chuyện của môn 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 cơ sở dữ liệu được chưa. Mình ở đây là mình chỉ phân tích, tôi có thấy cái đó cần của tôi đó, thì tôi để vô đây. Rồi như vậy thì tôi nhắc lại ha, tên lớp của mình là bắt đầu bằng cái chữ in hoa nè. Rồi nếu như mà tên lớp của mình nó nằm trong cái gói khác, ví dụ như bây giờ mình có cái gói đối tượng là nó thuộc vào lớp ngôn ngữ, nó thuộc vào trong cái Java, thì chúng ta khai báo liên hệ tổ tông gia phả của nó mình để vô, nhưng mà mình hiếm khi gặp cái trường hợp này lắm, tại vì cái này là cuốn tháp thì mình để vô như thôi, chứ mình hiếm khi nào mình gặp ha. Rồi bây giờ chúng ta có cái ví dụ này, bây giờ mình có cái lớp sinh viên nha, thì trong cái lớp sinh viên đó thì mình có cái tên lớp là sinh viên đó, thì cái chữ S mình viết hoa đó. Mình ở đây mình chỉ cần cái chữ S mình viết hoa thôi, còn lại ở trong nó viết hoa cũng được, viết thường cũng được, cũng làm gì nó làm, có khoảng trắng cũng được, để dấu cũng được, không để dấu cũng được đó, cũng được ha, nói chung là muốn làm gì nó làm, miễn là cái chữ cái đầu tiên là chúng ta in hoa là được. Rồi tiếp theo là chúng ta có danh sách các thuộc tính, như vậy thì ở đây chúng ta cần tối thiểu là cái tên của thuộc tính và cái kiểu dữ liệu của thuộc tính đó, là hết rồi đó, cần tối thiểu hai cái đó ha. Rồi ở đây chúng ta có thể là gán giá trị cho nó, ví dụ như cái phái của mình là mình có kiểu string đi, ở đây là thiếu kiểu dữ liệu ha, làm gì làm thì cũng phải có kiểu dữ liệu ha. Rồi giống như này là kiểu string kiểu d này ha, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gán cái giá trị mặc định của nó là male hoặc female. Rồi đây là danh sách các cái thuộc tính, ở đây thuộc tính mình không in hoa cũng được, không ai nói gì hết. Rồi nhưng mà ở đây là tên cột nha, tên cột thì chúng ta không có khoảng trắng, tên cột không có khoảng trắng. Rồi đăng ký môn học là một cái phương thức, là một cái hành động của sinh viên, sinh viên đăng ký môn học, như vậy thì đăng ký môn học thì nó trả ra cái kiểu void ha, đây đăng ký được hay không được đấy. Như vậy thì đầu vào của đăng ký môn học là cái môn đúng không, sinh viên đăng ký môn nào,
hoặc là chúng ta đăng ký cái nhóm thì trả ra cái nhóm của mình là kiểu integer, ở đây là tham số của mình là không có thì mình để trống ha. Đấy. Như vậy thì khi mà chúng ta khai báo một cái lớp đó thì điều đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái tên lớp đó là cái gì, thứ hai là danh sách các cái thuộc tính. Còn cái phương thức này đó thì mình cũng không biết là khi nào mình xài đúng không, đấy, khi nào mình sử dụng. Như vậy thì tùy, ở đây đối với lập trình hướng đối tượng đó là chúng ta có hai cái phương thức, đó là phương thức tạo và hủy, tức là chúng ta có cái hàm insert với cái hàm delete đó anh chị. Insert vô một cái sinh viên mới hoặc là chúng ta delete một sinh viên mới, nhưng mà trong cái lập trình hướng đối tượng là chúng ta có cái hàm tạo và hàm hủy ha. Như vậy thì đây là hai hàm cơ bản mình để vô đây cũng được, để vô trong cái phương thức này, để trong cái lớp phương thức này ha. Rồi hoặc là chúng ta có những cái hàm, ví dụ như bây giờ chúng ta lấy họ được không, được, lấy tên được không, được, lấy ngày sinh được không, được. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có những cái hàm để chúng ta lấy những cái thông tin này ra. Ví dụ như ở đây mình có năm cái thuộc tính, mình có năm hàm để mình lấy rồi ha. Như vậy thì số lượng hàm của mình nó nhiều lắm, cho nên là chúng ta cũng không có phải lo là chúng ta không biết cái cách để chúng ta đặt tên của cái hàm này ha, cái phương thức này ha. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta có phương thức trừu tượng và lớp trừu tượng, thì cái này nói nôm na cho các anh chị chúng ta hiểu như thôi. Ví dụ như bây giờ trong một cái lớp như vậy thì chúng ta sẽ có cái phương thức trừu tượng. Đây. Cái phương thức trừu tượng là cái phương thức gì? Ở đây cái phương thức trừu tượng là cái phương thức mà chúng ta biết là nó làm được đó, nhưng mà chúng ta không có chỉ ra cái cách mà nó làm cụ thể. Đây tôi lấy cái ví dụ. Bây giờ phương trình bậc 2 chúng ta có cách giải phương trình không? Được, chúng ta tính delta ha. Delta bằng b bình trừ 4ac gì đó, chúng ta nhẩm cái nghiệm vf để chúng ta giải phương trình bậc 2. Nhưng mà phương trình bậc n làm sao mình biết giải? Nhưng mà nó có nghiệm không? Có ha, tại vì phương trình là phải có nghiệm. Nhưng mà cái phương trình bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7 gì đó thì chúng ta sẽ tùy cơ biến là chúng ta sẽ có cái cách giải khác nhau. Thì cái hàm giải phương trình nè, ở đây nó sẽ có cái giải phương trình. Đấy. Mà giải phương trình này là chúng ta chỉ biết nó có kết quả thôi, nhưng mà chúng ta không có biết nó cách giải. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gán cho nó một cái lớp là abstract. Abstract là trừu tượng đó. Abstract ha. Đấy. Như vậy thì cái lớp nào mà nó chứa cái lớp này thì chúng ta cho nó là cái lớp trừu tượng luôn. Đấy. Như vậy thì cái lớp trừu tượng là cái lớp mà nó có phương thức trừu tượng thì chúng ta gọi nó là lớp trừu tượng. À, cái lớp nào mà nó có phương thức, nó chứa phương thức ở bên trong là phương thức trừu tượng thì chúng ta gọi nó là cái lớp trừu tượng. Mà cái lớp nào mà nó bao bọc cái lớp đó thì chúng ta cho nó lớp trừu tượng luôn. Dạ. Đấy, như vậy thì mình hiểu cái lớp trừu tượng rồi ha. Cái lớp trừu tượng là cái lớp mà chúng ta trong đó nó có một cái hàm mà chúng ta biết nó có kết quả đó, nhưng mà chúng ta không biết cách giải thì chúng ta gọi nó là lớp trừu tượng. Ở đây chúng ta có sự bao gói và cái mức độ hiển thị. Thì đã nói là lập trình hướng đối tượng rồi, thì lập trình hướng đối tượng thì cái tính chất đầu tiên của nó là tính bao gói, đúng không? Tại vì cái tính đóng gói nó che giấu đi những cái sự phức tạp ở bên trong, nó chỉ hiển thị những cái hàm, những cái phương thức, những cái thuộc tính ở bên ngoài để mình gọi thôi. Còn cái cách mà chúng ta thiết kế bên trong đó là chúng ta không biết, đúng không? Nó giống như là một cái hộp đen vậy đó, thì mình gọi nó là lập trình hướng đối tượng mà, chứ đâu phải cái gì nó cũng show ra không. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta có tính chất đầu tiên là chất đóng gói ha. Như vậy thì đóng gói xong rồi cũng phải cho hé hé cho người ta, để người ta biết đường mà người ta gọi, đúng không? Người ta gọi thuộc tính, người ta gọi phương thức, rồi mình phải hé hé ra mình cho người ta xin người ta gọi. Ở đây thì chúng ta có cái từ khóa là public. Public có nghĩa là công khai có nghĩa là ai cũng thấy hết. Đó. Như vậy thì bây giờ mình trong cái lớp của mình nè, đây, mình sẽ có những cái thuộc tính nè. Thuộc tính. Như vậy thì thuộc tính nào mà mình cho người ta xem đó thì mình public hết. À, mình sẽ khai báo cái từ khóa public phía trước của cái thuộc tính này, hoặc là thậm chí cái phương thức của mình cũng vậy nữa ha. Mình khai báo là public là ai cũng thấy hết, ai cũng có thể truy cập được hết. Ngoài ra thì chúng ta có cái từ khóa là protected. Protected có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ có lớp lớp con mới thấy lớp cha thôi, đúng không? Thừa kế nó mới thấy được thôi. À, protected còn thừa kế, thừa kế thì chỉ có cái lớp con cháu mới thấy được cái lớp cha, còn lớp cha có thấy được lớp con không? Không. Rồi chúng ta có cái từ khóa private. Private là chỉ có trong cái lớp đó thấy thôi, chứ chúng ta không có nhìn thấy cái thuộc tính hay là cái phương thức mà nó có gắn cái từ khóa private. Rồi hoặc là bây giờ chúng ta không có để từ khóa nào trước đó luôn. Như vậy thì chúng ta chỉ được thấy từ trong các gối chứa lớp đang xét thôi. Đấy. Tại vì chúng ta học lập nhắc tới cái khái niệm lập trình đó hướng đối tượng đó,
thì chúng ta có cái sự bao gối. Như vậy thì bao gối xong rồi mình có cho người ta truy cập được vô hay không thì nó dựa vào những cái từ khóa này. Đây, bây giờ chúng ta có ví dụ này ha. Bây giờ mình có cái gói số 1 nè, gói số 2 nè. Như vậy thì trong cái gói số 1 đó mình sẽ có lớp 1 nè, mình có lớp 2, mình có lớp 3 ha. Rồi, như vậy thì cái lớp 2 đó nó thừa kế cái lớp 1. Chúng ta có cái chuyện cái dấu thừa kế nè. Tổng góc quá đó, thừa kế chính là tổng góc quá đó. Rồi, bây giờ mình có cái thuộc tính A1, A2, A3, A4 thì chúng ta thấy là các cái ký tự nó khác nhau nè. Bây giờ đầu tiên là mình xét cái thuộc tính A3. Ha. A3 của mình nó là public. Tại vì nó để dấu cộng nè. Dấu cộng của mình là public ha, có dấu cộng nè. À, dấu thăng là protected, còn dấu trừ nó là private. Rồi ở đây chúng ta có dấu cộng. Như vậy thì lớp 3 cái thuộc tính A3 đó thì ai cũng thấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có lớp 1 nè. Sẽ thấy không? Nó tạo ra cái A3 mà nó không thấy được thôi, đúng không? Như vậy thì lớp 1 nó chứa A3 thì nó phải thấy nè. Rồi, lớp 2 thấy không? Thấy. Lớp 3 thấy không? Thấy luôn. Lớp 4 thấy không? Thấy. Lớp 4 là cái lớp này nè nha. Lớp 4 là lớp này nè. Rồi, như vậy thì ai cũng thấy cái thuộc tính A3 này hết. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có cái thuộc tính là A4. A4 lúc này nó là thừa kế ha. Nó là protected. Như vậy thì A4 ai thấy? Bây giờ A4 là chỉ có lớp con nó thấy thôi. Như vậy thì bây giờ A4 thì đầu tiên là chính cái lớp 1 nó sẽ thấy nè. Tại vì cái lớp 1 nó tạo ra cái lớp A4 mà không thấy sao được. Rồi. Cái lớp thứ hai mà có thể thấy thuộc tính A4 đó là lớp lớp 2. Tại vì lớp 2 là thừa kế lớp 1. Đó. Cho nên lớp 2 sẽ thấy được thuộc tính A4 nè. Rồi. Mình có thuộc tính kế tiếp đó là thuộc tính A1. A1 lúc này nó là private. Private thì chỉ có lớp 1 thấy thôi. Không ai thấy hết. Đó, chỉ có lớp 1 nhìn thấy thôi. Rồi, bây giờ mình có thuộc tính A2. A2 người ta nói là không có cái gì hết. Không có gì hết thì có nghĩa là chỉ được nhìn thấy từ trong gói chứa lớp đang xét. Như vậy thì gói chứa lớp đang xét là gói gói số 1, đúng không? Gói số 1 này nó bao gồm luôn cả A1, lớp 1, lớp 2, lớp 3 nè. Như vậy thì thuộc tính A2 sẽ được nhìn thấy bởi lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Tại vì ba này nó cùng chung một gói ha. Ba này nè, cùng chung cái gói gói số 1 cho nên nó thấy cái thuộc tính A2. Như vậy thì chung quy nếu như mình không để cái gì phía trước có thuộc tính cũng được, đúng không? Mình này mình không để gì hết. Mình không để gì hết có nghĩa là chỉ trong cái gói đó đang xem. Đúng không? Đây. Ví dụ như bây giờ tất cả các lớp mình nằm trong cùng một gói đi. Như vậy thì mình không để cái gì hết thì nó sẽ tương đương với public. Thì ai cũng thấy hết mà trong cùng một gói. Ai cũng thấy hết thì chẳng qua nó public chứ còn gì nữa. Rồi mình hiểu cái này rồi ha. Rồi bây giờ mình sang cái khái niệm thuộc tính. Thì mình nói thuộc tính của mình là gì? Thuộc tính của mình nó chính là cái tính chất của cái lớp đó. Ha. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta khai báo cái thuộc tính đó, thì ở đây chúng ta nên để cái tên thuộc tính và cái kiểu tối thiểu là phải hai có hai cái này nha các anh chị. Rồi. Bây giờ mình có thuộc tính cho suy diễn ha, cái chỗ này là tôi bỏ qua ha, tại vì ở đây chúng ta có cái thuộc tính là thuộc tính static. Static của mình có cái từ khóa static mình để phía trước đó, ngoài cái chữ public, private, protected thì mình có static. Static có nghĩa là yên tĩnh. Yên tĩnh có nghĩa là không thay đổi gì hết. Ví dụ như mình có cái thuộc tính là bi nè. Bi bằng 3.14, số bi sao ai thay đổi. Hoặc là gia tốc trọng trường, mình ở đó mình học vật lý đó, bằng 9,8 mét trên giây bình phương gì đó ha. Đấy. Thì nó cũng là hằng số. Hằng số thì sao thay đổi. Đúng không? Đấy. Như vậy thì những cái hằng số đó thì khi mà chúng ta có giá trị chúng ta để thuộc tính đó, thì bắt buộc chúng ta phải để cái từ khóa static. Như vậy thì trở lại cái trường hợp mà ví dụ như bây giờ mình tạo ra một cái lớp thì mình sinh ra một cái bảng dữ liệu như vậy. Mình có một cái thuộc tính của mình là một cột chứ gì? Giả sử như tôi có cái cột này. Cái cột này mà mình gắn cái chữ static vô. Static là nó không thay đổi gì hết đúng không? Không thay đổi gì hết thì giá trị này với giá trị này với giá trị này, giá trị này nguyên y xì nó không thay đổi gì hết thì có tác dụng gì không? Không. Đúng không? Đấy.
tại vì bây giờ một thuộc tính mà nó giống y chang như nhau giữa các dòng thì chúng ta thấy nó cũng không có giá trị gì nhiều ha, chỉ trừ khi nó là một cái thằng số gì đó đặc biệt đó thì chúng ta mới để vô. Đó là lý do tại sao tôi skip qua cái line này ha. Rồi. Bây giờ mình có thuộc tính do suy diễn. Thuộc tính do suy diễn thì hiếm khi nào mà chúng ta để nó trong cơ sở dữ liệu lắm. Tôi lấy ví dụ như bây giờ mình có cái hóa đơn đó các anh chị. Trong cái hóa đơn đó thì mình sẽ có số lượng với nhân với đơn giá, đúng không? Mình sẽ ra cái tổng tiền. Nhưng mà cái tổng tiền của mình rõ ràng là cái tổng tiền mình không được nhập vô. Cái tổng tiền của mình là mình phải được tính từ cái số lượng mình nhân cho đơn giá. Chứ bây giờ mình nhập vô rồi lỡ như mình nhập vô sai rồi sao? Thấy không? Do đó thì chúng ta thấy cái thuộc tính tổng tiền nó được suy diễn từ các thuộc tính khác. Ha? Suy diễn tính toán được từ các thuộc tính khác. Thì chúng ta gọi nó là thuộc tính suy diễn. Như vậy thì mình có cần phải để nó vô không? Theo việc thiết kế cơ sở dữ liệu đó là chúng ta không nên để. Ha? Còn nếu để vô đó thì chúng ta không cập nhật trực tiếp mà chúng ta phải cập nhật thông qua cái thủ tục hoặc là một cái trigger gì đó thì chúng ta mới cập nhật đó ha, chứ chúng ta không có nhập tay vô được. Ví dụ như bây giờ mình bán cái số lượng là 5 mà đơn giá là 20.000, 5 nhân 20 đúng đi gần trăm, mà mình lỡ mình nhập vô cái 90 lỗ rồi, sai rồi ha. Đấy. Hoặc là ở đây chúng ta có cái hàm là hàm tuổi nè, hàm tính tuổi nè. Tuổi của mình thì mình lấy ngày hiện tại mình trừ cho cái ngày sinh, đúng không? Nhưng mà ai mà để tính tuổi làm chi? Mình để ngày sinh được rồi. Như vậy thì tại vì mỗi năm nó mỗi khác, đúng không? Tuổi mỗi năm mỗi tăng lên mà. Như vậy thì mình sẽ lấy cái ngày hiện tại mình trừ cho cái năm sinh, tại vì cái năm sinh của mình nó không có thay đổi thôi. Còn cái tuổi mình nó thay đổi. Cho nên nếu như mình để tuổi vô đó thì cái tuổi của mình ở đây ta sẽ gọi nó là thuộc tính suy diễn, thuộc tính được tính toán là những thuộc tính khác. Rồi như vậy thì ở trong Gmail nó cho phép chúng ta để cái thuộc tính này vô để chúng ta dễ dàng chúng ta tính toán gì đó thì chúng ta để ha. Nhưng mà mình gắn cho nó là thuộc tính suy diễn, mình phải để nó là dấu plus này, plus ha, dấu này, dấu sẹt đó. Để chúng ta cho biết đó là thuộc tính được tính toán từ những thuộc tính khác. Rồi bây giờ mình sang cái phương thức ha. Phương thức của mình ở đây là chúng ta có cái hàm, mình gọi là cái hàm cũng được, mình gọi là cái method cũng được ha, mình gọi là một cái operation cũng được, nói chung là nó là cái hàm đó. Rồi. Như vậy thì một cái hàm đó thì tùy theo cái ngữ cảnh mà mình sử dụng. Ví dụ như bây giờ mình có cái lớp khách hàng đi. Mình có cái lớp khách hàng ở đây. Thì thuộc tính khách hàng thì mình biết rồi ha, mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ gì đó mình để vô đây. Đây là danh sách các thuộc tính ha. Rồi danh sách phương thức, bây giờ mình tưởng tượng bây giờ mình có một danh sách khách hàng mình làm gì các anh chị? Tìm được không? Mình có cái phương thức là chúng ta tìm. Tìm tìm thêm bây giờ mình có cho một cái mã khách hàng nào đó thì mình tìm thông tin là số điện thoại của người ta được không? Được, mình tìm địa chỉ của người ta được không? Được ha. Hoặc là mình thêm một khách hàng mới vô được không? Mình có cái hàm tạo đó, tức là mình thêm vô thì cho tôi là mã khách hàng rồi họ tên địa chỉ thì tôi sẽ thêm vô trong cơ sở dữ liệu thêm các cái hàm voi. Rồi bây giờ có khách hàng mình lấy danh sách khách hàng được không? Được, như vậy thì tôi select sao rồi khách hàng thì tôi lấy được cái danh sách khách hàng đẹp sao. À, như vậy thì ở đây chúng ta có rất nhiều phương thức. Như vậy thì cái phương thức của mình đó là nó sẽ có tên phương thức ha, và nó có tham số. Không có tham số cũng được, lấy danh sách thì bây giờ chúng ta lấy hết, chúng ta không có điều kiện gì hết. Rồi bạn có kiểu trả về ha, lấy danh sách của mình là kiểu voi hay kiểu gì đó thì nó có sẽ có cái kiểu trả về tương ứng. Rồi được ha các anh chị, đó là phương thức. Rồi cái giao diện như tôi nói lúc nãy đó, bây giờ một cái lớp của mình nó phải có cái giao diện, chứ chúng ta không có giao diện là có nghĩa là chúng ta truy xuất trực tiếp cho nó, mà theo cái tính chất của dữ liệu đó thì chúng ta không thể nào chúng ta truy xuất trực tiếp vào trong cái lớp được, chúng ta phải thông qua một cái app hoặc cái giao diện gì đó. Tôi lấy ví dụ như đây chúng ta có tên lớp nè, thì ở đây nó sẽ có cái giao diện, thì tên giao diện nó cũng là tên lớp luôn ha. Đấy, tên giao diện nó gắn với cái tên lớp. Như vậy thì mỗi một cái lớp chúng ta phải đi kè kè theo một cái tên giao diện, như vậy thì nó phiền không? Phiền ha. Khi vẽ mô hình của mình vậy, ví dụ như mình có 10 lớp thì cộng thêm 10 cái giao diện nữa thì nó ra 20 cái đối tượng ở trong cái mô hình sơ đồ lớp của mình, thì nó thấy nó phức tạp lắm. Cho nên là cái tên giao diện này trong lúc vẽ sơ đồ lớp chúng ta bỏ luôn đi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần mối quan hệ giữa các lớp. Như vậy thì mối quan hệ các lớp là cái phần này tương đối nó khó các anh chị ha. Tôi sẽ nói từ từ, tại vì nãy giờ tôi nói cũng hơi nhanh ha, tại vì nó phần lý thuyết. Bây giờ tôi nói từ từ, tôi nói chậm lại. Bây giờ đây là mối quan hệ giữa các lớp nè.
mối quan hệ giữa hai cái UK với nhau. Tôi nhắc lại chút xíu ha, giữa UK A với UK B đó thì chúng ta có ba cái mối quan hệ. Thứ nhất là mối quan hệ inward nè, bao gồm ha, còn nhớ inward là gì không? Inward khi nào mà một thằng này là con của thằng kia đó, ví dụ như B của mình nằm đây, nó nằm gọn trong A luôn nha. Như vậy thì lúc này mình nói là A include B, tức là muốn thực hiện được A thì phải phải làm B, tại vì B nó là một phần của A mà, nó là một cái phần thao tác nào đó của A thì chúng ta bắt buộc phải làm. Rồi bây giờ chúng ta có mối quan hệ extend. Extend có nghĩa là muốn làm cũng được, không làm cũng không sao. Rồi cái thứ ba là chúng ta có mối quan hệ tổng bắc quá. Tổng bắc quá là bắt buộc chúng ta phải làm một trong những thằng con. Ví dụ như bây giờ chúng ta đăng nhập thì chúng ta sẽ có đăng nhập bằng mật khẩu, đăng nhập bằng vân tay, đăng nhập bằng thẻ từ gì đó, nhưng mà nói đăng nhập thì chúng ta ít ra chúng ta cũng phải làm một trong những cái đó ha, không bắt buộc phải làm hết. Rồi bây giờ mối quan hệ giữa các lớp đó thì chúng ta có liên kết nè, tính bội nè, liên kết ràng buộc, lớp liên kết, liên kết do suy diễn, liên kết có thẩm định, liên kết nhiều chiều, liên kết kết tập gì đó ha. Bây giờ mình đi vào từng cái đi, chứ bây giờ mình nói sơ qua như vậy thì mình cũng không có nắm rõ. Rồi bây giờ chúng ta có liên kết. Liên kết ở đây mình hiểu nó là liên kết trực tiếp à, liên kết trực tiếp. Tại vì khi mà liên kết trực tiếp như vậy thì nó sẽ có cái trường hợp là nó kéo giữa khóa chính với khóa ngoại đó. Tôi lấy ví dụ bây giờ một cái lớp học, à, tôi có một cái lớp học đây. Rồi và chúng ta có sinh viên. Như vậy thì đây là mối quan hệ trực tiếp, sinh viên học trong cái lớp đó ha. Như vậy thì chúng ta có mối quan hệ trực tiếp là giữa sinh viên với cái lớp, được không? Đấy rồi bây giờ chúng ta nói có cái môn học. Như vậy thì cái môn nó với cái lớp đó nó có mối quan hệ trực tiếp không các anh chị? Các anh chị có không? Không ha. Cái môn với cái lớp là hai cái nó độc lập với nhau, nó không có dính với nhau hết. Tại bây giờ mình nói cái lớp đó nó học cái môn đó, như vậy thì cái lớp nó học cái môn đó nó phải nằm trong thầu khóa biểu chứ, à, trong thầu khóa biểu đó chúng ta mới có cái lớp với cái môn đó. Thì trong thầu khóa biểu nó mới có chứa cái môn, trong thầu khóa biểu nó mới có cái lớp đó. Như vậy thì có những trường hợp nó không có mối liên kết trực tiếp đâu nha. Mình thấy ví dụ như bây giờ khách hàng nè, tôi lấy một cái ví dụ, tại vì khi mà tôi hướng dẫn sinh viên đó thì tôi có gặp rất nhiều trường hợp. Tại vì mình quan niệm bình thường ngoài đó là khách hàng mua hàng, vậy là mình nghĩ là chắc khách hàng nó có mối quan hệ trực tiếp với mặt hàng rồi, mà nó chắc không phải. Bây giờ mình có khách hàng nè với mặt hàng đấy. Mình hiểu là mình mua đúng không, mình mua. Như vậy thì muốn mua, muốn thể hiện cái chuyện mua hay không đó, tại vì mua là cái chuyện ở ngoài mình biết rồi, nhưng mà bây giờ trong cơ sở dữ liệu đó anh muốn mua hay không thì nó phải thông qua cái hóa đơn tôi mới biết là anh mua đấy. Như vậy thì cái hóa đơn của mình nó làm cái lớp, mà trong cái hóa đơn này nó mới sẽ chứa chứa mặt hàng, rồi khách hàng này nó mới có cái hóa đơn đó. Được chưa? Chứ chúng ta không thể nào chúng ta nói kéo trực tiếp giữa giữa cái khách hàng với cái mặt hàng được. Đó. Chúng ta phải nói thông bằng hóa đơn ha, cái hóa đơn này là của khách hàng nào, tại vì trong cái hóa đơn nó mới có chứa thông tin của khách hàng, trong cái hóa đơn nó có chứa thông tin của mặt hàng. Được chưa? Như vậy thì nội không mà cái quan hệ trực tiếp này chúng ta cũng phải kiểm tra cho kỹ ha, khi nào thì hai cái mối quan hệ nó có mối quan hệ trực tiếp với nhau thì chúng ta phải kiểm tra, tức là trong dữ liệu nó phải chứa nhau thì chúng ta mới cho nó liên kết được. Rồi bây giờ khi mà liên kết đó thì chúng ta sẽ có cái bảng số liên kết. Bảng số liên kết thì nó cho biết là có bao nhiêu đối tượng tham gia vào trong cái liên kết đó. Và khi chúng ta đọc đó, ở đây ví dụ như vậy, một giáo viên ha, dạy một hoặc nhiều môn. Nhớ nha, đọc ở đây là một giáo viên nè, dạy một hoặc nhiều môn. Đọc ở bên đây, giáo viên chúng ta đọc ở đây trước. Rồi, một môn, ở đây luôn luôn bắt đầu là một ha, một môn được dạy bởi một hoặc nhiều giáo viên. Được không? Mình đọc vậy ha. Thì ở đây là một nhiều, đó là số lượng giáo viên tham gia vào cái môn. Ở đây cũng vậy ha, ở đây một nhiều, ở đây là số lượng môn tham gia vào giáo viên. Thì chúng ta giữ cái mối quan hệ là dạy gì đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta có hình đa giác với điểm, mình biết điểm rồi ha. Như vậy thì ở đây chúng ta nói là một hình đa giác được tạo thành từ 3 điểm trở lên. Đây là mình đọc ha, một hình đa giác được tạo thành từ 3 đỉnh ha, 3 đỉnh 3 điểm gì đó ha. Rồi. Nhưng mà mình nói ngược lại,
cứ 3 điểm là chúng ta không tạo được hình đa giác. Nó có cái dấu này nè, dấu chéo nè, thì cái dấu chéo này cho biết là chúng ta không có đọc ngược lại được, tại vì đọc ngược lại là sai. Vậy thì tại sao nó sai các anh chị? Cứ 3 điểm chúng ta có thể tạo hình đa giác không? Không ha. Trong trường hợp 3 điểm đó thẳng hàng rồi sao? Nó tạo thành đường thẳng chứ nó đâu có tạo thành hình đa giác được. Đây, cho nên là chúng ta không thể đọc ngược lại. Đó là lý do tại sao chúng ta có dấu chéo ha. Nhưng mà đa phần là chúng ta có mối quan hệ hai chiều hết. Ví dụ như học sinh học cái lớp đó có chứa học sinh đó, ví dụ như vậy. Hiếm khi nào mà chúng ta gặp cái trường hợp mà chúng ta bỏ một một bên lắm ha. Rồi, bây giờ chúng ta có tính bội. Bây giờ tính bội là gì? Tính bội là chúng ta có cái chỉ số ở hai đầu liên kết ha. Ví dụ như một môn được dạy bởi một bốn giáo viên ha, một bốn giáo viên. Chắc là tôi nghĩ là cái này là giúp phổ thông mình đó ha. Một môn thì nhiều giáo viên dạy, nhưng mà một giáo viên dạy thì chúng ta có chuyên môn một môn thôi. Ví dụ giáo viên dạy toán thì chỉ dạy toán thôi ha. Đây. Như vậy thì chúng ta có cái tính bội. Tính bội ở đây chỉ là thể hiện cái chỉ số của cái lớp liên kết. Đấy không? Rồi. Ngoài ra đó thì trong cái liên kết của mình đó thì mình có cái ràng buộc nữa. Cái ràng buộc của mình đó mình thể hiện ở đây bằng cái dấu mặt nhọn ha. Thì ở đây chúng ta có cái ngôn ngữ là Object Control Language, là Constraint Language ha. Thì đây là ngôn ngữ ràng buộc. Như vậy thì ở cái ngôn ngữ ràng buộc này đó thì cho biết là cái mối quan hệ này chúng ta phải tuân theo cái sự ràng buộc nè. Ví dụ như bây giờ hình đa giác nó tạo thành 3 điểm và 3 điểm này phải phân biệt ha. Phải phân biệt theo thứ tự. Ví dụ như mình có tam giác ABC nó phải khác với tam giác BCA ha. Ví dụ như vậy. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể là chúng ta viết bằng tiếng Việt ở đây cũng được nữa, ha, bằng tiếng Anh cũng được, miễn là chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ mà cái người mà ta đọc mô hình là người ta hiểu được, sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào ha. À, thông thường là chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ OCLN nó chuyên nghiệp hơn. Yeah. Rồi, bây giờ mình sang cái đối tượng thứ hai đó, cái mối liên kết thứ hai đó là lớp liên kết. Thì cái lớp liên kết này nó tương đối là phức tạp các anh chị. Ở đây cái lớp liên kết là cái lớp nó được sinh ra từ liên kết của hai lớp khác. Nha. Mình nói là cái lớp nó không 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 phải bình thường mà nó có, mà nó phải được sinh ra trong một cái ngữ cảnh nào đó. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ chúng ta có sinh viên nè. Học một cái môn. Đấy. Như vậy thì sinh viên học cái môn, một môn nó nhiều sinh viên học cái gì đấy. Rồi như vậy thì chúng ta có cái mối liên kết là học đấy. Nhưng mà bây giờ mình nói là bây giờ sinh viên học cái môn đó thì sẽ có kết quả, có cái điểm. Như vậy thì cái điểm nó có phải là nó nằm giữa không, đúng không, nó nằm giữa. Như vậy thì chúng ta có cái điểm ở đây rồi. Như vậy thì cái điểm này nó phát sinh là khi sinh viên học cái môn đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thay thế cái chữ học đó, thì chúng ta sẽ thay thế bằng cái lớp là kết quả. Ví dụ như vậy ha. Này chúng ta có kết quả. Đã. Như vậy thì kết quả là một cái lớp phát sinh giữa sinh viên với môn học. Ha. Tại vì học thì mới có kết quả chứ không học là gì có kết quả. Đây. Như vậy thì chúng ta có cái lớp kết quả là cái lớp phát sinh các anh chị ha. Rồi chúng ta có ví dụ tiếp theo. Cái lớp phát sinh đó, thì chúng ta đầu tiên chúng ta thể hiện mối quan hệ nó trước, rồi sau đó nó phát sinh ra thì chúng ta có cái dấu chấm 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 này ha, dấu đứt nét. Bây giờ chúng ta nhìn ở đây, người xin việc, khi mà mình xin việc á thì chúng ta sẽ có cái ngoại ngữ. Ngoại ngữ của mình ở đây là mình hiểu nó là tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Ấn Độ gì đó ha, đó, tiếng Anh ha, ngoại ngữ mà. Rồi, như vậy thì người xin việc ứng với cái ngoại ngữ đó thì chúng ta sẽ có cái bằng cấp hay là cái trình độ. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái trình độ. Như vậy thì cái trình độ giả sử như bây giờ mình nói là tiếng Anh của mình là mình có trình độ là IELTS 6.5 chẳng hạn. IELTS 6.5 ha. Như vậy thì 6.5 khi nào khơi khơi nó có không? Không. 6.5 đó là phải của ai và ứng với cái ngoại ngữ nào. Chứ mình không thể nào nói mình cái IELTS này là do cái người xin việc đó có trình độ tiếng Pháp mà có IELTS được hay không có. Như vậy thì cái IELTS này là của ngoại ngữ nào và của cái người nào. Nó mới có cái kết quả này. Được chưa?
Tương tự như vậy thì chúng ta có người xin việc có chuyên môn của mình là giả sử như mình có chuyên môn về công nghệ thông tin nè, mình có chuyên môn về thủy sản nè, mình có chuyên môn về nông nghiệp nè, đó là chuyên môn của mình đó. Nhưng mà cái bằng cấp của mình, cái trình độ của mình là đại học hay là chúng ta có trình độ cao đẳng hay là có trình độ cao học gì đó, hoặc là kỹ sư gì đó ha, hoặc là cử nhân gì đó, thì ở đây chúng ta có chuyên môn, cái trình độ này là phải của người nào ứng với cái chuyên môn nào cho nó phát sinh ở đây, đúng không ạ? Và là bây giờ mình có người xin việc nè, cái người xin việc này ứng với cái vị trí này ha. Như vậy thì bây giờ cái người xin việc là chúng ta xin tuyển vào cái vị trí này, thì chúng ta xin tuyển vào thì ở đây đánh giá đậu hay rớt. Ví dụ như bây giờ một người xin việc, người ta xin việc vào hai vị trí thì sao, thì vị trí này đậu vị trí kia rớt chẳng hạn vậy. Như vậy thì cái đánh giá này là đánh giá của cái người nào ứng với cái công việc nào, chứ mình không có thể đánh đồng được hết. Cũng giống như là bây giờ mình đánh giá một cái khách sạn nha, mình không thể nào mà mình đánh giá cái khách sạn của mình là nó xấu hoặc nó tốt được. Như vậy thì mình phải đánh giá cái khách sạn đó cái lần nào mình ghé thăm, được không? Mình ghé thăm ở cái lần nào và nó xấu hay nó tốt, chứ mình không thể nào mình đánh giá nó tốt mà không phải lúc nào nó cũng tốt, đúng không? Nó xấu nó không phải lúc nào nó cũng xấu. Như vậy thì chúng ta phải có cái thời điểm ha, đánh giá đúng là cái thời điểm, hoặc là chúng ta có cái giá của mặt hàng nè, cái giá ha, cái giá thì ở đây chúng ta sẽ có cái mặt hàng đúng không? Đấy, cái mặt hàng. Như vậy thì cái giá này không phải phát sinh nó có, nếu mà nó có thì chúng ta gọi là cố định rồi, không có ha. Như vậy thì cái giá này nó phát sinh khi mà chúng ta bán cái mặt hàng nó trong cái tháng nào hoặc là cái thời điểm nào, tại vì nhiều khi gần Tết nhất thì chúng ta tăng giá lên, hoặc là ngày thường thì chúng ta ăn ế quá thì chúng ta giảm giá xuống. Như vậy thì cái mặt hàng như cái tháng này nè nó phải phát sinh ra cái giá, được chưa? Đấy. Như vậy thì cái lớp phát sinh là cái lớp mà chúng ta thấy là nó không có tự nhiên nó có, mà do cái quan hệ giữa các cái đối tượng mà nó phát sinh ra ha. Như vậy thì chúng ta hiểu cái lớp liên kết nó là như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta có liên kết do suy diễn mà có, suy diễn là nó không đúng, đúng không? Tôi xin lỗi, suy diễn là nó không có thật, do chúng ta suy diễn mà có. Tôi lấy ví dụ nè, bây giờ mình có khách hàng với thẻ ATM với lại tài khoản. Khách hàng thì có tài khoản là chuyện bình thường nè, đúng không? Tôi tới ngân hàng tôi có tài khoản, nhưng mà bây giờ cái tài khoản đó thì nó gắn với thẻ ATM, một thẻ ATM thì gắn với một tài khoản thì đúng rồi, tại vì mình muốn sử dụng cái thẻ ATM đó thì mình phải có cái tài khoản ha. Rồi bây giờ có phải là tất cả những người nào mà có tài khoản thì đều có thẻ ATM không? Không chắc. Ví dụ như bây giờ mình có tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiết kiệm nó cũng là dạng tài khoản, nhưng mà lúc này tài khoản tiết kiệm của mình nó có phải nó có thẻ ATM không? Không ha. Do đó thì cái mối liên kết, cái mối suy diễn này chưa chắc là nó xảy ra, nhưng mà vì một lý do nào đó chúng ta muốn truy vấn nó nhanh hay gì đó thì chúng ta tạo cái liên kết này luôn để chúng ta truy suy diễn cho nó nhanh ha. Này chúng ta nắm tới đây chưa ạ? Hoặc là bây giờ khách hàng nè mua một cái món hàng cụ thể ha, nó sẽ có cái giỏ hàng chẳng hạn. Như vậy thì cái giỏ hàng cụ thể này nó gồm những cái mặt hàng nào? À, như vậy thì chỗ này chúng ta cũng suy diễn, tại vì nhiều khi mà khách hàng mua hàng, khách hàng có giỏ hàng nhưng mà cái giỏ hàng nó rỗng, nó không có mặt hàng à, chúng ta suy diễn thôi, tại vì mình nghĩ là cái này là giỏ hàng mới đúng ha, giỏ hàng hay gì đó. Rồi bây giờ chúng ta sang liên kết thẩm định ha. Liên kết thẩm định là chúng ta liên kết có chỉ số, chúng ta phải xác định được chỉ số ha. Ví dụ như đây chúng ta có một vector chỉ phương cho nhiều đối tượng, như vậy thì mình để nhiều cũng được, hoặc là một vector chỉ phương bây giờ chúng ta xác định là chỉ duy nhất một đối tượng thôi, hoặc là một ngân hàng chúng ta có nhiều khách hàng, một khách hàng thì chúng ta làm được hai tài khoản, tối đa là hai tài khoản trong ngân hàng đó, ví dụ ha. Đây là chúng ta xác định, chúng ta thẩm định tức là chúng ta xác định lại cái chỉ số của cái đó. Ví dụ như bây giờ một lớp nè, chúng ta có sinh viên nè, một lớp chúng ta có tối đa là 40 sinh viên chẳng hạn. Đây, chúng ta để đây là 40 ha, mà không tới 40 đó, là tối đa là 40, thay chúng ta để nhiều nhưng chúng ta để cụ thể là 40, được chưa? Một sinh viên thì học được một lớp, đó là liên kết có thẩm định ha. Rồi bây giờ thôi chúng ta nghỉ khoảng giải lao khoảng 10 phút đi các anh chị ha, tới 7:30 chúng ta học tiếp, tại vì trước khi mà chúng ta sang liên kết nhiều chiều đó thì tôi muốn các anh chị chúng ta chú ý ha. Giờ, bây giờ trước khi mà chúng ta chú ý đó, thì chúng ta giải lao chút xíu ha. Rồi.
Rồi bây giờ chúng ta trở lại các anh chị ha. Rồi bây giờ mình đang ở cái liên kết nhiều chiều các anh chị ha. Thì liên kết nhiều chiều nó cũng giống như là liên kết nãy mình có cái lớp liên kết á. Lớp liên kết của mình đó là lớp liên kết giữa giữa hai chiều đúng không? Đây nè, chúng ta có lớp liên kết, thường thường là lớp liên kết của mình là giữa hai chiều nó phát sinh ra cái lớp liên kết mới ha. Rồi như vậy thì bây giờ ba cái mối liên kết, ba cái lớp mà nó liên kết với nhau thì sao? Thì chúng ta có liên kết nhiều nhiều chiều ha. Vậy thì thật ra liên kết nhiều chiều đó chính là liên kết phát sinh giữa giữa ba lớp ha. Rồi đó là lớp liên kết giữa ba lớp. Rồi như vậy thì ở đây thường thường đó là chúng ta giới hạn ở hai chiều hoặc là ba chiều thôi, tại vì càng nhiều chiều là chúng ta khó xác định cái mã số ha. Tôi lấy ví dụ như ở đây, bây giờ mình thấy nè, mà trong cái thời khóa biểu đó, tại vì bây giờ chúng ta thấy là giáo viên phải dạy ở cái lớp đó ha, dạy cái lớp đó thì dạy ở phòng nào, dạy ở học kỳ năm học nào và dạy cái môn gì, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nói là giáo viên dạy cái môn được. Giáo viên dạy cái môn, người ta hỏi là giáo viên dạy cái môn đó trong học kỳ nào, mình không có trả lời được đúng không? Giáo viên dạy cái môn nó dạy ở phòng nào thì mình cũng không có trả lời. Nếu như mình liên kết từng cái vậy thì mình không trả lời được, mình phải cho nó liên kết đồng thời. Như vậy thì khi mà liên kết đồng thời như vậy đó thì nó chúng ta rất khó để xác định mã số. Khó là khó làm sao đây? Bây giờ một giáo viên, giả sử giáo viên nó dạy được hai môn đi ha, tôi lấy ví dụ giáo viên dạy hai môn, bây giờ một môn đó thì chúng ta phân cho ba lớp, như vậy thì bây giờ xác định chỉ số này là chúng ta có 6 lớp đúng không? Giáo viên dạy hai môn, môn dạy ba lớp thì chúng ta có 6 lớp. Rồi bây giờ một lớp đó chúng ta học một tuần, học hai ba ngày gì đó, ví dụ như môn toán là chúng ta học một tuần, chúng ta học 3 buổi đúng không, 5 tiết, với phổ thông là 5 tiết. Như vậy chúng ta học ở các phòng khác nhau, như vậy thì lúc này chúng ta không biết học bao nhiêu phòng đúng không? Một lớp học nhiều phòng, như vậy thì huống hồ gì chúng ta có nhiều lớp. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta có học kỳ nữa, chúng ta rất khó để chúng ta xác định được các cái chỉ số ở đây được không, các cái chỉ số ở đây. Như vậy thì ở đây bắt buộc là chúng ta phải có một cái liên kết nhiều chiều ở giữa. Như vậy thì ở đây cái liên kết nhiều chiều ở giữa này chúng ta sẽ tạo ra, chúng ta cố gắng là chúng ta phá bỏ nó thành những cái lớp liên kết ít chiều hơn. Ví dụ như ở đây chúng ta có giáo viên nè, với phòng với thời gian, thì bàn này chúng ta có cái liên kết là dạy, giữa phòng với môn với lại thời gian chúng ta có liên kết dạy môn, và giữa phòng với lớp chúng ta có liên kết là dạy ở cái lớp nào đó. Nhưng mà khi mà mình xóa một cái liên kết ở đây là 5 chiều thì chúng ta tạo ra ở đây là liên kết 3 chiều, nhưng mà vô tình chúng ta sinh ra ba cái liên kết 3 chiều đúng không, nó nhiều hơn nữa đấy, số lượng liên kết nó nhiều. Do đó người ta mới nghĩ ra một cách tối ưu là người ta phát sinh ra cái lớp ở giữa này. Ví dụ như cái lớp phiên hay cái lớp thời khóa biểu gì đó ha, mình nói nôm na là thời khóa biểu đi cho mình dễ hiểu. Như vậy thì thời khóa biểu đó cho biết là giáo viên nào dạy, dạy môn gì, dạy thời gian nào, dạy phòng nào. Thật ra thì cái lớp thời khóa biểu nó cũng là liên kết nhiều chiều, nhưng mà ở đây chúng ta coi nó là một lớp, mà lớp này là lớp phát sinh ha, phát sinh giữa các cái đối tượng này. Được chưa? Như vậy thì cái lớp phát sinh này thì chúng ta sẽ có quy tắc của nó ha. Một lớp phát sinh như vậy thì xung quanh của nó phải là nhiều hết. Như vậy thì nhiều nè, nhiều, 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 và xung quanh của nó là phải là một. Một, một, một. Được không? Tại sao nó như vậy? Bây giờ ở đây chúng ta muốn trong một cái thời khóa biểu ha. Bây giờ giả sử như trong thời khóa biểu này, bây giờ mình phát sinh ra cái bảng này, tại vì cái lớp thì nó tạo thành cái bảng dữ liệu ha. Đây, tại vì mình rõ ràng là mình xây dựng cái sơ đồ lớp, mình xây dựng cái cấu trúc dữ liệu mà. Rồi, bây giờ trong cái thời khóa biểu. Như vậy thì trong thời khóa biểu nè, chúng ta sẽ kéo cái mã lớp về. Đúng không? Rồi, cho biết giáo viên nào dạy, dạy cái môn gì, vân vân. Rồi. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là mối quan hệ là, bây giờ tôi lấy ví dụ là giữa cái lớp với là cái thời khóa biểu này đi. Như vậy thì một đối tượng của thời khóa biểu chính là một dòng trong thời khóa biểu đúng không? Tại vì mình nói là một dòng trong thời khóa biểu là một đối tượng. Như vậy thì giả sử như mình có cái lớp là lớp 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 công nghệ thông tin 1 đi ha, lớp 1 do giáo viên An dạy, dạy cái môn này là môn web chẳng hạn. Như vậy thì một dòng thì chúng ta chỉ được tối đa là một cái mã lớp thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta có mối liên kết một cái này ha. Một dòng thì tức là một thời khóa biểu đó, một cái dòng, một cái thể hiện trong thời khóa biểu đó thì chúng ta chỉ có một lớp, một giáo viên, một môn thôi ha. Đó là lý do tại sao chúng ta có những cái số 1 này. Được chưa? Nhưng mà bây giờ giả sử như giáo viên An này dạy cái lớp 2 được không? Được.
Đó, dạy cái lớp 2. Ví dụ như dạy môn, ví dụ như môn cơ sở dữ liệu được không? Được. Đấy. Tức là một giáo viên được dạy, được xuất hiện nhiều dòng trong cái bản thảo khóa biểu này ha. Đấy, được xuất hiện nhiều dòng. Một dòng trong thảo khóa biểu thì chỉ có một mã lớp, một giáo viên, một môn thôi. Nhưng mà một môn, một mã lớp, một giáo viên thì được xuất hiện nhiều lần trong thảo khóa biểu. Đó là lý do tại sao chúng ta có nhiều ở đây. Ha. Như vậy chúng ta hiểu cái chỗ một nhiều chưa? Tức là một dòng trong thảo khóa biểu thì chỉ có một lớp thôi. Nhưng mà một cái lớp đó sẽ xuất hiện nhiều dòng trong thảo khóa biểu. Đó, đó là liên kết nhiều chiều ha. Tôi cũng giải thích cho các anh chị cái chỗ mà liên kết tại sao nó là một nhiều rồi ha. Chứ đừng, chúng ta đừng thấy là bây giờ một cái thảo khóa biểu là chúng ta hiểu hết nguyên cái bảng này nó thuộc vào một lớp thì không được ha. Một thảo khóa biểu tức là một dòng trong thảo khóa biểu ha. Mình hiểu nó là một dòng. Rồi bây giờ chúng ta còn một cách nữa ha. Đó là cách chúng ta cho nó cái lớp phát sinh nó giống vậy. Thì bây giờ chúng ta chọn đại hai cái lớp mà nó mạnh nhất. Bây giờ chúng ta lấy cái lớp thời gian với cái lớp phòng là cái lớp chính ha. Như vậy thì nó phát sinh ra cái lớp phiên. Như vậy thì chúng ta thấy là giáo viên nằm đây đúng không? Đây. Cái môn nằm đây. Cái lớp nằm đây. Đây. Như vậy thì môn học, giáo viên với lớp ở bên đây người ta nó là ba cái lớp ha, ba cái lớp là lớp lớp nè, lớp giảng viên là lớp môn học. Như vậy thì ba cái lớp này chúng ta thấy nó yếu quá thế thì chúng ta gom nó thành thuộc tính của cái lớp mạnh hơn, đó, biến thành thuộc tính của lớp mạnh hơn luôn. Đấy, được chưa? Như vậy thì chỗ này chúng ta thấy là một cái đối tượng hay là một cái lớp nào đó mà nó không quan trọng thì chúng ta sẽ biến nó thành thuộc tính của cái lớp liên kết. Đấy, vậy thì tránh lúc này nó trở thành hai chiều rồi. Đấy, nó trở thành hai chiều, nó trở thành cái mối liên kết quen thuộc rồi. Như vậy thì cái xu hướng của chúng ta đó là chúng ta sẽ biến cái lớp liên kết nhiều chiều thành cái lớp hai chiều ha. Ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta tạo ra cái lớp phiên ở giữa nè hoặc là cái lớp thời khóa biểu ở giữa đó thì chúng ta thấy là lớp liên kết với lớp là nó chỉ có hai chiều thôi. Lớp liên kết với lớp là hai chiều, hai chiều, hai chiều, hai chiều. Đúng không? Chúng ta đã phá bỏ nhiều chiều rồi. Đây, không biết các anh chị hiểu chỗ này không ha? Nếu không hiểu đó thì tôi sẽ giải thích lại, còn nếu như mà hiểu rồi thì tôi sẽ đi tiếp. Lần nữa thầy. Rồi, Chút hiểu rồi em. Hả? Sao anh? thầy giảng lại tiếp. Ra, rồi cảm ơn anh ha. Cái chỗ liên kết nhiều chiều nè. Thì cái mối liên kết nhiều chiều đó là cái chuyện này nó phát sinh ra là hiển nhiên rồi, không phải lúc nào chúng ta cũng có hai chiều đâu ha. Vậy chúng ta sẽ có trường hợp là nhiều chiều. Bây giờ giả sử như tôi nói là cái quan hệ bây giờ mình bỏ qua cái quan hệ này dạy đi ha. Bây giờ tôi có một quan hệ mới đi, quan hệ học. Quan hệ kết quả đi, bây giờ mình nói kết quả đi. Kết quả như vậy thì kết quả này cho biết là của sinh viên nè, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình cho một con số là 8 điểm chẳng hạn, như vậy thì người ta hỏi là 8 điểm là của đứa nào, là của sinh viên nào. Như vậy thì 8 điểm đó là của cái môn gì, như vậy thì chúng ta sẽ có cái môn học ở đây. Đã. Rồi như vậy thì 8 điểm đó nó học trong học kỳ nào, như vậy thì giả sử như cái môn nó học nhiều lần rồi sao, như vậy thì chúng ta sẽ có học kỳ năm học ở đây. Đã. Rồi bây giờ 8 điểm đó là 8 điểm gì? 8 điểm thi giữa kỳ hay là 8 điểm cuối kỳ, đúng không? Như vậy thì chúng ta có cái loại điểm ở đây. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái mối quan hệ, một cái đối tượng ha mà nó phải có sự kết hợp của tất cả những cái đối tượng có liên quan lại mới xác định được nó thì chúng ta thấy nó là lớp liên kết nhiều chiều. Như vậy thì mình hình dung được cái liên kết nhiều chiều rồi ha. Một cái liên kết nhiều chiều là bắt buộc phải có những cái đối tượng xung quanh liên kết đồng thời với nhau thì chúng ta mới sinh ra nó, thì chúng ta gọi là liên kết nhiều chiều. Rồi. Ở đây chúng ta có thời khóa biểu. Như vậy thì thời khóa biểu của mình cho biết là giáo viên nào dạy môn gì, dạy ở học kỳ nào, dạy ở lớp nào, dạy ở phòng nào thì chúng ta mới có thời khóa biểu được. Đó, tại vì nó phải liên kết đồng thời. Đây, đó là liên kết nhiều chiều. Rồi mình hiểu cái khái niệm nhiều chiều rồi ha. Bây giờ ở cái lớp liên kết nhiều chiều đó là chúng ta sinh ra cái lớp ở giữa luôn. Rồi, như vậy thì chúng ta sinh ra cái lớp kết quả ở giữa. Thì lúc này cái lớp kết quả nó đóng vai trò là một lớp. Mà một lớp thì nó liên kết với những cái lớp xung quanh thì nó là liên kết hai chiều. Đúng không? Này, một chiều là hai chiều, đúng không? Hai chiều, hai chiều, hai chiều, hai chiều hết. Ha. Còn nếu như mà mình để như vậy nè, nó mới liên kết nhiều chiều nè, ở giữa nó không có cái gì chính thức hết trơn á thì chúng ta mới gọi là liên kết nhiều chiều. Còn bây giờ chúng ta đã có một cái lớp phát sinh ở giữa rồi thì nó trở thành hai chiều. Nhưng mà bản chất của nó mặc dù là hai chiều thì hai chiều nhưng mà nó vẫn là nhiều chiều. Đúng chưa?
chứ chúng ta không thể xác định được là bây giờ như này chúng ta xác định tự do hai lớp này thì chúng ta không có kể tới mấy thằng còn lại thì nó không đúng. Ví dụ như bây giờ chúng ta xác định cái lớp thời khóa biểu nè với cái lớp giáo viên đi, như vậy thì mình không thể nào mình chỉ nói là thời khóa biểu, một thời khóa biểu có nhiều giáo viên, một giáo viên có nhiều thời khóa biểu, mình nói vậy không được ha. Tại vì chúng ta xét nó thì chúng ta phải xét những cái đối tượng xung quanh nó tồn tại nữa, những cái lớp còn lại nữa, đúng chưa? Rồi như vậy thì khi mà mình xét như vậy đó thì ở đây chúng ta có một cái quy tắc, thì ở cái quy tắc này đó thì chúng ta đánh số của nó ở đây là nhiều hết, xung quanh nó là nhiều hết, xung quanh của nó là nhiều hết đây nè. Những cái lớp mà liên kết với chính nó thì chúng ta có một 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 và một, như vậy thì kết quả mình cũng vậy ha. Môn nè, hôm nay chúng ta là bên phần nhiều, loại là cũng bên phần nhiều, loại điểm mình điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ gì đó, học kỳ của mình cũng là nhiều, sinh viên của mình cũng là nhiều. À, tôi xin lỗi, tôi làm trật rồi. Đây là một mới đúng nha. Đây là một. Một hết ha. Đây là một. Môn nè. Của mình là một. Loại là một luôn. Cái này là một. Cái này là một. Còn xung quanh nó mới là nhiều. Bản thân của nó là nhiều đó. Ha. Rồi. Tại sao bản thân nó là nhiều? Đây, tôi lấy ví dụ. Trong thời khóa biểu nè. Bây giờ một cái đối tượng thời khóa biểu, như vậy thì chúng ta có cái thời khóa biểu giữa hàng, như vậy thì ở đây một cái thời khóa biểu thì nó chứa nhiều dòng chứ gì. Rồi như vậy thì ở đây khi mà nó thời khóa biểu chúng ta sẽ có lớp nè, cho biết giáo viên nào dạy cái lớp nào và dạy ở cái môn gì, ở dạy học kỳ năm học nào ha, rồi có cái phòng nào, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình xét là mình xét từng dòng trong thời khóa biểu, như vậy thì mình có cái dòng này, như vậy thì một dòng như vậy thì chúng ta sẽ lưu được bao nhiêu lớp? Lưu được một lớp phải chứ, không? Rồi lưu tại một giáo viên, lưu tại một môn, lưu tại một phòng, không? Đấy. Như vậy thì tại một dòng trong thời khóa biểu chúng ta chỉ có một lớp, một giáo viên, một môn, như vậy thì chỗ một, số một là đúng rồi. Tại một dòng trong thời khóa biểu chúng ta chỉ xác định được một lớp, xác định được một giáo viên, xác định được một môn, xác định được một một khoảng thời gian, xác định được một phòng thôi. Nhưng mà nói ngược lại, một giáo viên, như vậy thì một giáo viên thì chúng ta xuất hiện nhiều lần trong cái thời khóa biểu được không? Được. Ví dụ như giáo viên người ta dạy nhiều chỗ, ví dụ như dạy thứ hai, dạy thứ ba, dạy thứ năm, dạy thứ sáu nữa, thì giáo viên chúng ta phải lặp lại ha. Giáo viên chúng ta sẽ xuất hiện nhiều lần trong thời khóa biểu này, như vậy thì một giáo viên sẽ tham gia vào nhiều dòng trong thời khóa biểu này, nhiều cái dòng. Tại một dòng là một đối tượng, mình hiểu một dòng là một đối tượng mà. Rồi như vậy thì chúng ta hiểu cái chỗ một nhiều này chưa? Rồi nếu Dạ. hiểu rồi chúng ta đi tiếp ha. Đúng rồi, nó giống như xếp lịch đá banh đó, một đội thì chúng ta xuất hiện nhiều lần trong cái lịch đó đúng không? Nhưng mà một dòng tức là một một buổi đá banh thì chỉ có một đội thôi, một đội này đấu với đội kia thôi ha. Tức là tại một thời điểm thì không thể nào là có một đội nó đấu cho hai hiệp được, một thời điểm thì một đội đấu cho một hiệp thôi ha. Đó, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình có quan hệ kết tập, thì trong cái quan hệ kết tập đó các anh chị thì nó là mối quan hệ một nhiều thôi ha. Bây giờ chúng ta xem cái ví dụ này, thì quan hệ kết tập của mình là một nhiều, như vậy thì cái thành phần nhiều đó nó chứa những thành phần còn lại, tức là bên lớp này là lớp lớp ít nó chứa lớp nhiều, thì chúng ta có mối quan hệ kết tập. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta bỏ cái lớp ít đó, tức là mình gọi tạm gọi lớp cha đi ha. Thư viện là cha của kho sách là cha của kệ sách, tại vì một kệ sách thì nó thuộc vào kho sách có nhiều kệ sách. Như vậy thì chúng ta bỏ lớp cha thì lớp con nó vẫn tồn tại, thì chúng ta gọi nó là quan hệ kết tập. Kết tập là tập kết lại đó, tức là gom lại đó ha. Đấy. Như vậy thì một lớp có nhiều chứ nhiều lớp con, ví dụ như bây giờ mình có cái lớp học nè. À, tôi có cái lớp học ha, lớp học của mình nè với sinh viên, thì đây là mối quan hệ kết tập đúng không? Đấy. Một sinh viên thì chúng ta thuộc một lớp thì có nhiều sinh viên à. Đó, chúng ta có mối quan hệ kết tập, thì thật ra mối quan hệ kết tập là một với nhiều đó, một sinh viên thì thuộc một lớp có nhiều sinh viên ha. Rồi như vậy thì chúng ta bỏ cái lớp học đó thì sinh viên của mình có mất không? Không, sinh viên chuyển qua lớp khác, không có gì đâu mất. Giả sử như cái lớp đó chúng ta không mở nữa, hoặc là cái lớp đó chúng ta xóa nhóm chẳng hạn, thì sinh viên của mình học như lớp khác, nó đâu có ảnh hưởng gì, nó đâu có phụ thuộc vào cái lớp học đó. Rồi bây giờ chúng ta có quan hệ cấu thành,
quan hệ cấu thành nó về mặt nào đó thì nó cũng giống như quan hệ cái tập vậy đó ha, nó cũng là một bên một bên nhiều. Tôi lấy ví dụ như bây giờ mình thôi mình lấy cái bàn, như cái mặt bàn thì nó khó hiểu, bây giờ chúng ta lấy cái nhà nè, như cái phòng, một nhà thì chúng ta có nhiều phòng đúng không, như vậy thì một phòng thì chúng ta thuộc một cái nhà thôi chứ, một phòng đâu có thể nào thuộc hai cái nhà. Rồi như vậy thì đây là mối quan hệ một nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta bỏ cái lớp nhiều là chúng ta bỏ cái nhà này đi, chúng ta bỏ cái lớp cha này ha. Như vậy thì bỏ cái lớp cha này đi thì cái phòng còn không, bỏ cái nhà thì cái phòng còn không các anh chị? Không. Đúng rồi, không ha. Như vậy thì lúc đó chúng ta có mối quan hệ cấu thành. Cấu thành tức là sao, tức là chúng ta bỏ lớp cha thì lớp con nó sẽ mất đó ha. Như vậy thì ở đây chúng ta chú ý nè, việc sao chép hoặc xóa đi lớp chứa nó sẽ kéo theo sự sao chép hoặc xóa các lớp thành phần của nó, tức là bỏ cha thì con nó sẽ mất luôn đó. Như vậy thì chúng ta hiểu giữa cái cấu thành với cái tập chưa? Rồi như vậy thì ở đây chúng ta có cái mối quan hệ cấu thành đó thì chúng ta có cái hình thôi đặt ha. Rồi đối với mối quan hệ kết tập đó thì chúng ta có cái hình thôi rộng. Rồi, hiểu chỗ này ha. Trải qua đó là kết tập với cấu thành, nó là mối liên kết một nhiều thôi. Rồi bây giờ mình có quan hệ phụ thuộc. Bây giờ chúng ta có chuyến bay với hãng hàng không. Như vậy thì một chuyến bay chúng ta thuộc vào một hãng hàng không. Như vậy thì ở đây chúng ta không có quan hệ cấu thành kết tập gì hết. Tại vì mình không thể nào nói là một hãng hàng không bao gồm nhiều chuyến bay được. Mình không nói gì được ha. Ví dụ như một hãng hàng không có nhiều chi nhánh hoặc có nhiều đại lý thì mình nói gì được. Còn ở đây là một chuyến bay phụ thuộc vào một hãng hàng không. Tôi lấy ví dụ khác là một chương trình đào tạo nè, nó phải phụ thuộc vào trường đại học đúng không, tại vì cũng là cái ngành công nghệ thông tin nhưng mà đại học Cần Thơ sẽ khác, đại học ví dụ như đại học Cuntech sẽ khác, đại học RMIT nó sẽ khác ví dụ vậy. Thì ở đây chương trình đào tạo nó sẽ phụ thuộc vào trường đại học. Như vậy thì phụ thuộc chúng ta biểu diễn bằng cái mũi tên ha, đứt nét, đứt nét. Rồi cuối cùng là chúng ta có quan hệ thừa kế. Thì quan hệ thừa kế đó là chúng ta gặp nó trong cái sơ đồ UK rồi. Như vậy thì có cái ví dụ ở đây, một nhân viên làm việc ở trong trường học đó thì ai cũng nhận lương cũng đều là nhân viên hết, nhưng mà nhân viên của mình đi dạy đó thì chúng ta gọi là giáo viên, chúng ta chia ra. Rồi hoặc là chúng ta có nhân viên hành chính làm việc tại chỗ. Tôi lấy cái ví dụ khác, bây giờ chúng ta có sinh viên. Bây giờ ở đây chúng ta có sinh viên, ví dụ như bây giờ chúng ta có sinh viên đại học. Đấy. Và chúng ta có sinh viên cao học. Đấy. Như vậy thì cao học làm nghiên cứu là làm gì đó ha, còn sinh viên đại học thì học theo các chương trình đào tạo. Như vậy thì cái này là trường hợp tổng quát qua. Tức là chúng ta chia nhóm ra. Trong cái nhóm sinh viên này chúng ta chia ra, được không? Hoặc là trong cái nhóm nhân viên này ai hưởng lương là nhân viên hết, nhưng mà giờ có đi dạy thì chúng ta gọi là giáo viên, còn không có đi dạy thì chúng ta gọi là nhân viên hành chính. Được chưa? Như vậy thì khi nào chúng ta mới chia ra? Ở đây chúng ta thấy là giáo viên có liên kết với môn học, còn nhân viên hành chính là không. Cho nên là chúng ta phải bắt buộc phải chia ra chỗ này. Còn nếu như bây giờ mình nói giữa nhân viên với môn học thì có nghĩa là ai là nhân viên cũng đi dạy hết thì nó không chính xác, đúng không? Đấy. Như vậy thì do cái đặc thù của cái lớp con đó ha, đặc thù của từng cái lớp con là chúng ta sẽ chia ra. Như vậy thì lớp con nó có liên kết gì những cái lớp khác hay không thì chúng ta mới chia, còn nếu mà nó không có liên kết gì thôi chúng ta không cần phải chia ha. Đó là mối quan hệ thừa kế. Rồi bây giờ khi mà chúng ta biểu diễn các mối liên kết ra đó thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái ràng buộc đối với cái liên kết đó. Thì cái ràng buộc này nó làm rõ hơn cái mối liên kết thôi. Tôi lấy ví dụ như ở đây. Chúng ta có một tài khoản. Tài khoản nó là cá nhân có không? Có. Tài khoản nó là của tổ chức có không? Có ha. Ví dụ như bây giờ mình có tài khoản của một cái trường phổ thông nào đó, hoặc là tài khoản của ví dụ như tài khoản của một cái doanh nghiệp nào đó thì đó là tài khoản chung. À. Bây giờ ở đây chúng ta có cái tài khoản đó bây giờ mình nói là hoặc là của cá nhân hoặc là của tổ chức thôi. Còn nếu như mình không để này thì người ta hiểu là tài khoản đó là vừa của cá nhân vừa của tổ chức cũng được, đúng không? Như vậy thì mình làm rõ cái chỗ là của cá nhân hoặc của tổ chức đó, thì mình có cái từ khóa là is or, hoặc là mình để là theo tiếng Việt của mình cũng được ha. Tài khoản này là phải thuộc vào của cá nhân hoặc là chỉ của tổ chức thôi chứ không đồng thời thuộc cả hai, thì đó là ràng buộc. Chà. Hoặc là một tài liệu nè, tài liệu thì chúng ta thấy cái hình thoi này nó là quan hệ
cấu thành. Mình bỏ cái tài liệu đó, mình dục cái tài liệu đó rồi thì những cái chương, những cái mục lục trong cái tài liệu đó nó mất luôn, được không? Rồi bây giờ ở đây một tài liệu thì có nhiều chương, như vậy thì các chương nó phải sắp xếp theo thứ tự, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 gì đó ha, thì chúng ta phải ràng buộc ở đây. Đấy. Như vậy thì ở đây là cái ràng buộc, mình làm rõ hơn cái mối quan hệ của nó thôi chứ không có gì. Rồi, như vậy thì chúng ta xong cái phần lý thuyết rồi đó. Ha. Cái phần lý thuyết thì tôi cố gắng tôi giải thích cho các anh chị ha, chúng ta nắm được các cái mối quan hệ giữa các lớp rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ ứng dụng vô mình xây dựng cái sơ đồ lớp. Thì các cái bước để chúng ta xây dựng sơ đồ lớp đó, thì trước khi mà chúng ta xây dựng sơ đồ lớp thì chúng ta có cái hình dung cái mức tổng quát của cái lớp. Thì ở đây chúng ta có hai cái khía cạnh để chúng ta phân tích. Thứ nhất là chúng ta đi từ tổng quát xuống chi tiết. Cũng giống như khi mà chúng ta xây cái nhà vậy đó ha, cái nhà của mình 100 m² thì mình xây nó bao nhiêu phòng, bao nhiêu xây diện tích sân nó bao nhiêu ha, toilet, cầu thang gì đó, mình đi từ tổng quát xuống ha. Còn bây giờ nếu như mình đi ngược lại, mình đi từ chi tiết, là bây giờ tôi xây dựng cái phòng đó, tôi chi tiết cái phòng đó là bao nhiêu mét vuông, sao sao đặt sao, xong rồi tôi chi tiết hết tất cả thành phần còn lại, sau đó tôi mới gom lại, thì chúng ta có cái cách thứ hai là chúng ta đi từ chi tiết đến tổng quát. Thì tôi khuyến khích các anh chị là chúng ta sẽ đi từ theo cái hướng là top down ha, đi từ tổng quát xuống chi tiết, giống như khi mà mình làm cái gì đó mình phải nhìn cái mức tổng quát trước rồi sau đó mình mới bố trí những cái thành phần ở bên trong. Chứ bây giờ nếu như chúng ta đi từ chi tiết lên tổng quát thì chúng ta làm cái gì đó chúng ta kỹ lắm ha, nhưng mà khi chúng ta gáp lại gáp không có được, gáp không có y ha. Ví dụ như vậy, cái mức độ hài hòa nó quan trọng lắm ha. Ví dụ như trên khuôn mặt của mình tổng thể là nhìn nó đẹp, nhưng mà vô bên trong nó nhìn ví dụ như con mắt, cái mũi mình như là nó xấu chút xíu, nhưng mà mình nhìn tổng quát lại mấy cái kia nó kéo lại cũng được. À, nhìn vô thấy cái nào nó cũng đẹp hết trơn, nhưng mà ráp lại nó không y, ráp lại nó không có hợp, nó cũng như không mà. Do đó thì chúng ta xây dựng theo cái hướng top down ha. Rồi, đây là các cái bước để chúng ta xây dựng. Thì cái chỗ này tôi nói nhanh qua thôi. Thứ nhất là chúng ta tìm các lớp. Các lớp của mình ở đây là danh từ, bắt buộc nó phải là danh từ ha. Nó khác với yêu khai của mình đó là nó động từ. Rồi, sau khi xác định các lớp đó thì chúng ta tìm mối liên kết giữa các lớp. Đây, xây dựng mối quan hệ gì đó. Các mối liên kết của mình thì mình có liên kết nhiều chiều nè, liên kết cấu thành, liên kết kết tập nè, liên kết phụ thuộc nè, liên kết trực tiếp nè, là có liên kết phát sinh ha. Lớp liên kết đó thì chúng ta xem các cái mối liên kết đó là gì. Rồi sau đó chúng ta mới bổ sung thuộc tính cho lớp, rồi sau đó chúng ta mới thử mấy cái này ha. Nhưng mà cái cuối cùng là chúng ta làm gì? Chúng ta thêm thêm phương thức đơn giản ha. Thứ nhất là chúng ta xác định lớp, thứ hai là chúng ta xác định mối quan hệ, thứ ba là chúng ta xác định phương thức, và thứ ba là chúng ta xác định thuộc tính, và thứ tư là chúng ta xác định phương thức. Mà nhớ nhiều lắm thôi, tôi viết lại này ha. Thứ nhất là xác định lớp, kế đó thì chúng ta xác định mối quan hệ giữa các lớp. Rồi, với mỗi lớp thì chúng ta thêm thêm thuộc tính vô. Rồi, sau khi thêm thuộc tính vô thì chúng ta thêm phương thức. Đã. Được chưa? Tôi viết hơi xấu ha. Rồi, mình nắm bước 4 bước nữa được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta có cái ví dụ. Đó, rồi. Thì chúng ta có ví dụ ha. Làm cái ví dụ đi, chúng ta hãy nghỉ. Làm ví dụ xong chúng ta nghỉ nha. Rồi xong rồi hôm sau chúng ta sẽ làm bài tập. Rồi bây giờ tôi có một cái ví dụ như vậy. Để tôi share cho các anh chị. Này. Bây giờ tôi có cái bài tập về ngân hàng ha. Này. Bây giờ một ngân hàng tại một địa phương sẽ có nhiều khách hàng đến giao dịch hoặc gửi tiền. Bây giờ các anh chị chúng ta đọc cái bài tập này đi ha. Đọc xong tôi dành cho các anh chị khoảng 2 phút để chúng ta đọc.
đọc xong rồi tôi sẽ tiến hành tôi phân tích cái sơ đồ này có bao nhiêu lớp, mối quan hệ giữa các lớp là gì, rồi sau đó chúng ta thêm thuộc tính, thêm phân tích cho được không? Rồi các anh chị đọc đi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta xác định có những cái lớp nào ha. Như vậy thì lớp của mình nó là danh từ, đúng không ạ? Như vậy thì chỗ nào danh từ chúng ta xác định ha. Rồi bây giờ một ngân hàng, thì bây giờ một ngân hàng như vậy thì khi mà chúng ta tạo thành dữ liệu thì chúng ta chỉ có một ngân hàng thôi. Rồi anh Phong Hải có gửi thông tin này ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xác định để xem coi giống như của anh Hải không ha. Bây giờ cái ngân hàng chúng ta có cần tạo thành lớp không? Không. À, một địa phương chúng ta cũng cần tạo thành lớp luôn. Ở đây sẽ có nhiều khách hàng, như vậy thì giống như anh Hải xác định đó là chúng ta có lớp customer ha, là mình khách hàng nè. Rồi bây giờ đến giao dịch hoặc gửi tiền, như vậy giao dịch hoặc gửi tiền đó là cái hành động rồi, đó là của UK rồi.
mỗi khách hàng có tài khoản như vậy thì chúng ta có tài khoản nè ha, giống như là account của anh Hải làm đó ha. Rồi bây giờ có thể có một thẻ tín dụng như vậy, thẻ tín dụng mình có cần quản lý không? Có đúng không? Một tài khoản thì chúng ta có một thẻ tín dụng, như vậy thì nhiều tài khoản thì chúng ta có nhiều thẻ tín dụng. Gắn liền với tài khoản này do ngân hàng đã cấp ha. Thẻ tín dụng là nó giải thích thôi, là thẻ mượn nợ của khách hàng đối với ngân hàng đó, tức mình đi mình có thẻ tín dụng thì mình đi siêu thị hay gì đó mình cứ quẹt ha, mình quẹt xong rồi bây giờ sau đó 7 ngày hay là 10 ngày gì đó mình sẽ mang tiền ra ngân hàng để mình trả, còn nếu như mình không trả con ngân hàng đó thì ngân hàng nó sẽ tính lãi cho mình. Như vậy thì lúc mình quẹt đó thì ngân hàng nó sẽ đại diện mình để nó trả cho siêu thị ha. Thì mình gọi là tín dụng mà, mình sử dụng nó dựa vào cái uy tín của mình, thì ngân hàng nó cho mượn tiền để mình xài trước, gọi là tín dụng. Rồi, tài khoản của khách hàng có thể là tài khoản thông thường để giao dịch hoặc là tài khoản tiết kiệm. Như vậy thì đây là trường hợp tổng bật quá, đúng không? Tài khoản thông thường. Tài khoản thông thường của mình là để mình rút tiền đó, còn tài khoản tiết kiệm là để mình lấy lãi đó, mình gửi tiết kiệm vô tới kỳ hạn mình lấy lãi. Như vậy thì bên cạnh đó mỗi khách hàng đều được cấp một cái thẻ ATM. Như vậy thì chúng ta có thẻ ATM là danh từ, được chưa? Như vậy thì thẻ ATM mình để giao dịch. Như vậy thì giao dịch đối với một tài khoản nào đó thì có thể là rút tiền, chuyển tiền, đổi pin hoặc là kiểm tra số dư như vậy đó. Thì ở đây chúng ta có cái thông tin giao dịch nè, được chưa? Rồi như vậy thì bây giờ mình có các cái lớp này, đúng không? Rồi bây giờ trong từng lớp đó thì mình sẽ xây dựng các cái phương thức, được ha? Rồi chúng ta thấy là rút tiền, chuyển tiền, đổi pin này là của các giao dịch. Bây giờ rút tiền chúng ta có số giao dịch không? Có chứ. Bây giờ mình rút tiền là tin nhắn nó gửi cho mình liền ha, số giao dịch của mình là số mấy, nó từ tài khoản nào chuyển vào tài khoản nào hoặc rút tiền gì đó ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta vẽ cái sơ đồ lớp này. Bây giờ vẽ cái sơ đồ lớp này đó thì tôi sẽ vẽ trên cái phần mềm Style UML ha. Cái phần mềm này thì hôm trước chúng ta đã vẽ cái sơ đồ UK rồi, thì bây giờ chúng ta cũng tiếp tục chúng ta sử dụng trên chính cái phần mềm đó luôn. Đây ha. Rồi các anh chị thấy cái phần mềm cái giao diện của tôi rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta add một cái class diagram, thì thường thường cái class diagram là mặc định có ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta làm. Đầu tiên là chúng ta có lớp tài khoản, đúng không? Rồi miễn chữ cái đầu tiên thì viết hoa là được ha, còn phía sau đó mình muốn để gì đó mình để, ví dụ như khoảng trắng cũng được, viết thường cũng được ha. Bây giờ tài khoản thì mình sẽ có số tài khoản nè. Rồi Thầy chúng có ta anh có cho mấy cái ô vuông vuông á như này, hả? nó trắng giống như thầy, bao bỏ cũng được này. À như vậy, chỗ này các anh chị, chỗ này là chúng ta vào trong cái view ha. Chúng ta vào view nè. Rồi chúng ta click vào cái chỗ solid. Solid là nó có này đúng không? Bây giờ chúng ta view, chúng ta checkbox ha. Rồi khi mà chúng ta muốn điền thông tin vô đó thì chúng ta double click vào. Chỗ này là thuộc tính nè, chỗ này là phương thức nè. Rồi bây giờ chúng ta có số tài khoản ha. Chúng mình là kiểu string nè. Rồi tiếp theo là chúng ta có tài khoản này, chúng ta sẽ có cái ngày tạo, đúng không? Ngày tạo là kiểu D, tôi lấy ví dụ như vậy thôi ha. D. Rồi nhưng mà theo quy tắc đó là chúng ta phải xác định các cái lớp trước, rồi sau đó sau xác định mối quan hệ với các lớp ha, sau đó mình mới điền thuộc tính vô, mình điền phương thức vô. Rồi bây giờ tài khoản này là của khách hàng đó. Như vậy thì một khách hàng chúng ta có một tài khoản ha. Coi lại cái đề bài yêu cầu sang đây. Mỗi khách hàng có một tài khoản. Đấy. Như vậy thì ở đây để tôi gửi cái sơ đồ lớp này cho các anh chị ha, cái bài tập sơ đồ lớp này để chúng ta cùng đọc ha. Này để tôi dán vào bên trên cái môn của mình ở đây là một. Ngày tôi dán qua bên cái group Zalo rồi đó ha, để chúng ta cùng nhau chúng ta đọc, vừa đọc tới đâu thì chúng ta xác định tới đó. Bây giờ ở đây là mỗi khách hàng chúng ta có một tài khoản thôi, đúng không? Như vậy thì ở đây là một ha. Rồi một khách hàng thì có một tài khoản, như vậy thì một tài khoản thì chúng ta thuộc vào một khách hàng thôi chứ, nó hệ một một ha.
tại vì đề nó một tài khoản nó thuộc một khách hàng. Rồi bây giờ ở đây tài khoản của mình ở đây chúng ta gắn liền với cái gì đây? Một tài khoản đó thì chúng ta có một thẻ tín dụng, có thể có một thẻ tín dụng thôi ha, chứ không phải là tài khoản nào chúng ta cũng có, tại vì mình thích thì mình làm, còn mình không thích thì thôi. Ở đây là thẻ tín dụng nè, tại vì ví dụ như mấy cái cô nhân viên ngân hàng cổ hay mời chào tôi làm thẻ tín dụng đó, nhưng mà tôi không có làm, tại vì cái tính tôi hay quên, nhiều khi tôi quẹt xong rồi tôi xài xong rồi tôi quên trả tiền cho ngân hàng, nó tính tiền lãi tôi trả lại tôi trả không nổi. Trường hợp của tôi quên mang tiền ngân hàng tôi trả, cho nên là thôi có nhiêu tiền tôi xài nhiêu, cho nên là chúng ta không nhất thiết là mỗi tài khoản chúng ta đều có thẻ tín dụng đâu. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chọn là không hoặc một. Mỗi tài khoản chúng ta có thể có không thẻ tín dụng hoặc có một thẻ tín dụng ha, nhưng mà một thẻ tín dụng thì bắt buộc chúng ta phải gắn với một tài khoản để chúng ta dễ dàng chúng ta trừ tiền ha. Rồi như vậy thì ở đây tài khoản của mình thì chúng ta có hai dạng, đó là tài khoản tiết kiệm và chúng ta có tài khoản thông thường. Này bây giờ mình để là tài khoản tiết kiệm ha. Rồi và tài khoản thông thường. Như vậy thì ở đây rõ ràng là chúng ta chia cái tài khoản này ra làm hai nhóm, đó là nhóm tiết kiệm với nhóm thông thường. Mình thôi để tài khoản giao dịch đi ha, giao dịch là thông thường đó. Rồi như vậy thì rõ ràng đây là tổng bắt quát, thì mình chọn là generalization ha. Đấy, đây. Đấy. Thật ra tài khoản nào nó cũng là tài khoản hết, nhưng mà mình chia ra làm hai nhóm ha. Rồi như vậy thì trong tài khoản tiết kiệm đó mình có làm gì không? Không, tiết kiệm là mình chỉ đợi tới ngày tháng mình lấy lãi thôi. Rồi đối với tài khoản giao dịch à, sao mình không đưa nó là thuộc tính này à, ngay cái chỗ mà tài khoản đó ha, mình để vô đây là loại tài khoản đúng không, mình để vô đây là loại tài khoản cũng được ha, nhưng mà bây giờ giả sử như tài khoản giao dịch nó còn dính tới các cái thuộc tính khác ha, hoặc là nó dính tới các cái mối quan hệ khác đó, thì lúc đó mình mới tách riêng ra. Nhưng hỏi câu hỏi nó cũng khá hay đó. Như vậy thì nếu như mà cái nhóm này mà nó có liên quan đến những cái mối quan hệ khác, những cái lớp khác đó, thì mình nên tách ra. Giống như hồi nãy chúng ta có nhân viên đó, chúng ta có giáo viên với nhân viên văn phòng đúng không? Như vậy thì mình để bên trong là một cái thuộc tính là loại nhân viên cũng được. Nhưng mà bây giờ nhân viên giảng dạy giáo viên của mình đó, thì nó có liên quan đến môn học. Như vậy thì bắt buộc chúng ta phải tách nó riêng ra để mới thể hiện được cái mối quan hệ. Còn nếu như không mà mình để mình lấy cái lớp nhân viên mình liên kết vô nữa thì người ta sẽ hiểu lầm ha, đâu phải nhân viên nào cũng đi dạy. Rồi tài khoản cũng vậy ha, không phải là chúng ta lấy tài khoản nào chúng ta cũng cũng giao dịch được hết. Như vậy tài khoản tiết kiệm chúng ta không có giao dịch được ha. Rồi như vậy thì chỉ có tài khoản giao dịch này thì chúng ta mới gắn với cái thẻ ATM nè. Đấy như vậy thì một cái tài khoản giao dịch thì nó sẽ gắn với một thẻ, mà không có thẻ nào cũng được ha. Tôi không thích làm thẻ thì thôi, tôi muốn xài thì tôi ra ngân hàng tôi lấy trực tiếp, tôi xài tôi rút trực tiếp ha. Rồi như vậy thì một thẻ ATM chắc chắn nó phải gắn với một tài khoản giao dịch. Như vậy thì thẻ ATM nó có gắn với tài khoản tiết kiệm được không? Không ha, không có. Nhưng mà thẻ tín dụng nó có gắn với tài khoản tiết kiệm được không? Được, tại vì thẻ tín dụng là nó gắn với tài khoản, có nghĩa là nó gắn được với cả giao dịch và nó gắn được với cả tiết kiệm, tại vì nó gắn chung, nó gắn thằng cha mà, nó gắn thằng cha có nghĩa là nó gắn được những nhóm con này. Ví dụ như bây giờ mình có tài khoản tiết kiệm mình là 100 triệu hay gì đó thì người ta sẽ phát hành cho mình cái thẻ tín dụng, mình xài chừng nào mà hết 100 triệu đó thì nó sẽ cancel luôn cái tài khoản tiết kiệm của mình luôn, nó lấy luôn ha. Ví dụ như vậy, tức là mình có cái để mình thế chấp vô cho ngân hàng để mình xài đó, mình có thẻ tín dụng. Rồi giao dịch là mình giao dịch hàng ngày ha, thẻ ATM không có gắn với tài khoản tiết kiệm được, sao mà trừ tiền ta được ha? Sao mà xài hàng ngày mà, còn tài khoản tiết kiệm của mình là nó cố định trong một khoảng thời gian nào đó, mình hiểu chỗ đó rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta có cái giao dịch, có giao dịch thì chúng ta mới có thông tin giao dịch được ha. Như vậy thì mình có giao dịch ở đây, giao dịch của mình lúc này là rút tiền hay là chuyển tiền gì đó, mình hiểu nó là một cái hoạt động, thì cái hoạt động nó thì có thể nó là một cái danh từ ha, là mình giao dịch rút tiền như chuyển tiền như đó, hoặc là mình để thông tin giao dịch cũng được. Đấy, thông tin giao dịch ha. Rồi như vậy thì bây giờ thông tin giao dịch thì nó gắn với cái gì các anh chị? Nó gắn với cái thẻ ATM chứ, nó gắn với cái gì đúng không? Mình lấy cái thẻ ATM mình giao dịch, mình chuyển tiền, mình rút tiền thì mình phải rút thông cái thẻ ATM ha. Đấy, tại vì ví dụ như mình ra ngân hàng mình kiểm tra mình rút tiền đó, mình đút cái thẻ ATM như cái máy mình rút tiền, như vậy thì đó là cái giao dịch của mình.
Rồi. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có thông tin giao dịch. Một thông tin giao dịch đó thì thẻ tín dụng cũng giao dịch. Thì đúng rồi, thẻ tín dụng chúng ta cũng giao dịch được ha. Bây giờ chúng ta thấy nè, thật ra đó là thẻ tín dụng nó gắn với tài khoản. Rồi, thẻ tín dụng nó gắn với tài khoản thì chúng ta có tài khoản giao dịch ở đây. Rồi, như vậy thì mình gắn cái thông tin giao dịch này vô cái thẻ. Rồi, bây giờ mình lấy cái thẻ tín dụng mà mình thông tin được. Đúng, ha. Như vậy thì mình gắn cho luôn cũng được. Đấy. Rồi, cảm ơn anh ha. Rồi, chúng ta phân tích là chúng ta phải có nhiều người chúng ta góp ý như vậy để chúng ta mới có cái nhìn toàn diện được. Bây giờ một thẻ tín dụng, một thông tin giao dịch nè. Một thông tin giao dịch thì chắc chắn nó phải gắn với một cái thẻ ATM hoặc là nó gắn với một cái thẻ tín dụng. À, rồi. Như vậy thì một thẻ ATM thì có thể là có nhiều giao dịch không? Có chứ. Không một nhiều ha. Tại vì mình có thẻ ATM, nó giả sử như mình không xài thì nó không có giao dịch gì. Nhưng mà nếu mà mình xài nhiều lần thì nó sẽ có nhiều giao dịch. Thì tương tự như vậy thì một thẻ tín dụng chúng ta cũng có thể là có nhiều giao dịch, không mặc nhiều ha. Đây. Như vậy thì đây là thông tin giao dịch của thẻ tín dụng hoặc là thẻ ATM. Được không? Dạ. Rồi, bây giờ mình mới tiến hành mình bổ sung thêm các cái thuộc tính vô nè. Khách hàng thì mình có số chứng minh nhân dân ha. Chứ mình để mã khách hàng hoài nó cũng kỳ. Số chứng minh nhân dân. Rồi chúng ta để họ tên. Rồi địa chỉ gì đó ha, mình để vô. Rồi bây giờ số tài khoản thì mình có tài khoản tiết kiệm ngày tạo, rồi thẻ tín dụng thì mình sẽ có số thẻ. Rồi mình có ngày tạo cái thẻ tín dụng này. À, rồi thông tin giao dịch thì mình sẽ có cái mã giao dịch ha. Rồi mình sẽ có cái số tiền mình giao dịch. Rồi mình có cái nội dung mình giao dịch, mình chuyển tiền gì đó ha, mình mua nhà mua đất, mình chuyển tiền gì đó ha, chuyển tiền điện điện nước gì đó, mình để ký tết cũng được. Đây. Rồi bây giờ thẻ ATM thì mình sẽ có số thẻ nè. Rồi mình có gì nữa, có cái ngày tạo cái thẻ đó, rồi chúng ta có mật khẩu, chúng ta có số bí mật gì đó ha, gắn vô. Rồi ngày giờ giao dịch, ok. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta có thêm ngày giờ nữa ha, ok. Cái thời gian giao dịch hoặc là cái chúng ta có cái bây giờ mình nói là cái thời điểm đi ha, thời điểm giao dịch, day time ha. Rồi bây giờ chúng ta phân biệt giữa tài khoản tiết kiệm với tài khoản giao dịch này, chúng ta phân biệt sao? Bây giờ tài khoản giao dịch thì chúng ta sẽ có, chắc chắn là nó thừa hưởng được con trai nó rồi đó ha, nó sẽ có số tài khoản, nó có ngày tạo rồi thì mình không cần phải để cái thuộc tính số tài khoản như ngày tạo vô đây, đúng không? Tài khoản tiết kiệm cũng vậy, cũng có số tài khoản, cũng có ngày tạo. Nhưng mà bây giờ chúng ta phân biệt thuộc tính gì khác giữa hai ngày thôi. Như vậy thì tài khoản giao dịch thì chúng ta sẽ có số dư, đúng không? Số dư của mình là kiểu kiểu money nè, hoặc là kiểu số cũng được, kiểu post cũng được. Rồi như vậy thì tài khoản tiết kiệm của mình nó sẽ có gì? Như vậy thì nó sẽ có số tiền, số tiền mình gửi ha, ví dụ như mình gửi 100 triệu hay gì đó thì hai cái này nó khác nha, tại vì số dư của mình nó biến động liên tục, còn số số tiền gửi của mình nó cố định ha. Rồi hoặc là chúng ta có lãi suất nè ha, lãi suất của mình là ví dụ mấy mấy phần trăm đó mình gửi, rồi mình có cái kỳ hạn nữa ha. Đấy. Như vậy thì những cái thông tin đó thì cái tài khoản thường của mình không có. Nên chúng ta ví dụ như chúng ta có kỳ hạn nè, mấy tháng gì đó, mình sẽ có kiểu số đi, mỗi tháng hàng năm gì đó. Rồi. Rồi chính xác, anh Hải Đăng nói đúng rồi ha. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái thông tin này thì tài khoản giao dịch của mình làm gì có, đúng không? Đó. Chỉ có những cái tài khoản tiết kiệm nó mới có thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta tách. Mà tài khoản giao dịch của mình thì nó gắn với thẻ ATM ha. ATM của mình sẽ có thông tin giao dịch ha. Đấy. Rồi bây giờ nếu như mà mình để cái thẻ tín dụng của mình mà gắn với cái thông tin giao dịch này thì có thể là người ta sẽ hiểu nhầm. Bây giờ cái thẻ tín dụng này có thể là nó gắn với tài khoản đúng không? Tại vì nó gắn với tài khoản nào cũng được. Nhưng mà thẻ tín dụng này thì lỡ như mà nó gắn với tài khoản tiết kiệm, tại vì nó gắn trên cha nó nè, thì có nghĩa là nó gắn trên con nào cũng được. Như vậy thì thẻ tín dụng của mình lỡ như nó gắn với tài khoản tiết kiệm mà thẻ tín dụng của mình mang đi giao dịch được,
ổn không? Như vậy thì mình lấy cái thẻ tín dụng mình gắn với cái tài khoản tiết kiệm mà mình đi giao dịch, thì trong một số trường hợp là nó vẫn được đúng không? Tại vì mình quẹt thẻ đi, mình quẹt thẻ thì mình mua hàng đó, mình mua hàng hoặc mình chuyển tiền đó, thì mình vẫn xài được cái thẻ tín dụng. Mà mình xài cái thẻ tín dụng đó thì tiền nó sẽ trừ vô cái tài khoản tiết kiệm. Rồi thôi, trong trường hợp này mình để là không nhiều ha. Không nhiều có nghĩa là thẻ tín dụng đó có thể là không xài được. Còn nếu xài thì chúng ta xài trong những trường hợp nào đó chúng ta quy định ha. Đây, ví dụ vậy. Thì trong trường hợp này để chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đối với cái thông tin giao dịch đó ha, thì chúng ta sử dụng cái thẻ tín dụng đó thì chúng ta phải kiểm tra xem cho nó hợp lệ hay không. Thì đó là trường hợp là khi mà chúng ta lập trình rồi ha. Còn ở đây thì như anh nói đó, thì chúng ta có cái như một bạn ở trong lớp nói là chúng ta thẻ tín dụng chúng ta có thể có giao dịch được thì chúng ta vẫn để đây ha. Thì trong trường hợp này chúng ta để hạn chế hay gì đó ha, chúng ta có thể chúng ta kéo một cái ở trong cái class này các anh chị, chúng ta có một cái chú thích annotation ha, chúng ta có một cái chú thích, chúng ta kéo cái note gì không ha, thẻ tín dụng sử dụng hạn chế gì đó ha, được sử dụng hạn chế để giao dịch. Chúng ta hạn chế sử dụng cái thông tin giao dịch bằng cái thẻ tín dụng, ví dụ như vậy, thì chúng ta gắn vô đây, gắn vô cái mối liên kết này. Thế nhưng mà chú thích ha, chú thích thêm thôi. Hoặc là chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ OCL đó, chúng ta đặt trong cái dấu mắc nhọn ha. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có cái ví dụ là tài khoản nó vừa thuộc cá nhân vừa thuộc tổ chức đó, mình có quan hệ XO gì đó ha, chúng ta đặt trong những dấu mắc nhọn, thì ở đây chúng ta chú thích cũng được, hoặc là chúng ta đặt trong dấu mắc nhọn để chúng ta chú thích cái mô hình này. Ha. Rồi xong, sau đó thì chúng ta điền thêm thuộc tính cho phương thức chưa chứ? Nhà khách hàng thì chúng ta lấy tài khoản được không? Lấy tài khoản hoặc là chúng ta tìm tài khoản của một một khách hàng nào đó. Giả sử như bây giờ khách hàng người ta đến ta chuyển tiền, ví dụ như chuyển cho ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó, thì mình phải tìm cho ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B của mình có số tài khoản là số nào ha. À, thì đây là một cái trường hợp sử dụng chúng ta tìm số tài khoản ha của một khách hàng. Được ha? Được. Hoặc là bây giờ mình sẽ in ra cái giao dịch của người ta đúng không? Mình xem sao kê của người ta. Như vậy thì bây giờ cho tôi một cái mã khách hàng, tôi đến đó tôi in sao kê ha. Như vậy thì ở đây là chúng ta xem lịch sử giao dịch, xem lịch sử giao dịch ha của một cái khách hàng bất kỳ, cho tôi cái số chứng minh nhân dân rồi tôi sẽ mò ra tôi tìm cái tài khoản rồi tôi in ra các cái giao dịch đúng không? Đó là xem sao kê đó ha. Rồi bây giờ tài khoản của mình thì mình cũng có thể là mình tạo tài khoản nè, tạo tài khoản, cho tôi số tài khoản, cho tôi số chứng minh nhân dân, tôi tạo được ha. Rồi như vậy thì chỗ này là chúng ta có cái hàm void. Rồi bây giờ chúng ta hủy tài khoản được không? Được ha. Giả sử như tài khoản của mình chúng ta gặp vấn đề gì đó hoặc là hết hạn hay gì đó thì chúng ta hủy, hủy và chữ void ha. Như vậy thì chúng ta hủy phải có cái số tài khoản. Thì chúng ta có hàm tạo hàm hủy cũng được rồi. Rồi bây giờ thẻ tín dụng của mình thì đây chúng ta sẽ tìm giao dịch chẳng hạn ha, tìm giao dịch được được làm trên cái thẻ tín dụng đó ha, được xử lý bằng cái thẻ tín dụng đó, thẻ tín dụng nó trả tiền cho những giao dịch nào vào cái ngày nào đúng không? Như vậy thì cho tôi cái ngày, cho tôi cái thẻ đi, tôi sẽ tìm ra cái giao dịch tương ứng. Rồi đó là một ví dụ ha. Rồi bây giờ thông tin giao dịch thì chúng ta thêm giao dịch được không? Được, chúng ta chuyển tiền hay gì đó thì chúng ta thêm vô ha, thì chúng ta sẽ có mã giao dịch là chúng ta có nội dung gì đó ha, chúng ta chuyển tiền gì đó ha, rồi chúng ta sẽ thêm một cái giao dịch vào. Như vậy chúng ta có cái hàm hàm void. Thiếu gì đây? Thêm giao dịch. What? Mình để lộn vô trong cái attribute rồi. Chỗ này thì mình để này ha. Thêm giao dịch nè. Chúng ta có cái mã giao dịch rồi chúng ta có số thẻ gì đó ha. Chúng ta có cái ngày nội dung gì đó. Thì cái này tùy mình thôi, tôi thấy cần thiết có cái hàm này thì tôi để vô, còn trong cái quá trình mà chúng ta lập trình đó thì chúng ta cài đặt cái chức năng này như thế nào. Rồi cái thẻ ATM cũng vậy ha. Bây giờ giả sử như tôi lượm cái thẻ ATM ở trên đường mà tôi vô ngân hàng tôi trả lại ha. Như vậy thì từ cái thẻ ATM này người ta sẽ tìm ra cái chủ thẻ được không? Được ha. Tìm ra cái chủ thẻ từ cái số thẻ này. Ngân hàng nó tìm được ha, sử dụng cơ sở dữ liệu nó để tìm. Thì nó ra được cái họ tên chẳng hạn. Ví dụ như họ tên là chữ string ha. Ví dụ như tìm chủ thẻ, chúng ta đưa cái số thẻ chúng ta tìm được. Rồi, bây giờ trong cái tài khoản giao dịch này ha,
Bây giờ chúng ta có cái thì dĩ nhiên là cái tài khoản giao dịch nó là lớp con, nó sẽ thừa hưởng tất cả thuộc tính phương thức của lớp gia, được chưa? Rồi ví dụ như bây giờ một cái tài khoản này nó chuyển tiền chẳng hạn ha, một cái tài khoản giao dịch này chúng ta thực hiện cái thao tác chuyển tiền như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cái số tiền mà nó chuyển được không, tìm nội dung nó được không, được ha, hoặc là chúng ta tìm ngày giờ, hoặc là chúng ta tìm cái thông tin giao dịch, mình để tìm thông tin đi giao dịch ha của một cái tài khoản nào đó, của một cái số tài khoản nào đó để chúng ta có giao dịch đó, thì trả ra kiểu void vậy thôi, hoặc là kiểu string gì đó ha, chúng ta lại để nó vô trong cái thuộc tính này, phải chọn là phương thức mới đúng ha. Rồi bây giờ tài khoản tiết kiệm này chúng ta có lấy lãi được không, được ha, lấy lãi của cái sổ nào đó, cái số tiết kiệm ha, dĩ nhiên là số tiết kiệm này đâu có, là do nó thừa kế từ cha nó ha, khi mà một lớp con thì nó thừa kế toàn bộ cha nó, lấy gì đây, như vậy thì cho tôi một cái số tài khoản tiết kiệm rồi đó thì tôi sẽ tính lại ha, ví dụ như nó ra cái số tiền chẳng hạn, ra kiểu money nè. Đây là cái cách mà chúng ta thiết kế một cái lớp hả anh chị, một sơ đồ lớp. Đầu tiên là chúng ta xác định ra các cái lớp trước, rồi sau đó chúng ta thể hiện mối quan hệ giữa các lớp. Đây, bằng cách là chúng ta chuyển các cái chỉ số này ha. Rồi sau đó chúng ta mới điền các cái thuộc tính vô, điền các cái phương thức vô. Rồi, như vậy thì chỗ này chúng ta có gì thắc mắc không? Thì cái sơ đồ lớp này là cái sơ đồ lớp đơn giản nhất ha. Từ từ chúng ta sẽ gặp những cái sơ đồ lớp rất phức tạp. Như vậy thì tôi sẽ chụp cái hình này. Tôi sẽ chụp ha. Tôi gửi cho các anh chị, tôi gửi trên cái group Zalo luôn. Này. Tôi làm liền ha. Này, dán vô. Rồi. Các anh chị xem ha, tôi mới vừa gửi trên cái group Zalo cho mình đó. Rồi, ở phía trên là cái mô tả, phía dưới là cái sơ đồ lớp. Thì mình xem lại, nếu như mà có vấn đề gì chúng ta chưa hiểu đó thì hôm sau chúng ta sẽ hỏi, và hôm sau tôi sẽ cho các anh chị chúng ta làm cái bài cái sơ đồ lớp này ha. Ngoài bài tập này ra thì chúng ta còn có những cái bài tập khác đúng không, ví dụ như đây này, chúng ta còn nhiều bài tập lắm ha, bài tập phía dưới nè này, chúng ta sẽ đọc yêu cầu của chúng ta làm ha, và là bây giờ thôi để tôi gửi cho các anh chị nguyên cái bài tập này để chúng ta có dịp chúng ta chuẩn bị trước ha. Rồi thứ sáu tuần này thì tôi bận dạy cái lớp cơ sở dữ liệu rồi, để tôi nói với trung tâm liên kết ha. Chúng ta tuần sau chúng ta hay học được không, được chứ hả? Dạ Rồi được rồi. rồi rồi cảm ơn Thầy các anh chị ha. Hả? gửi cho live bài giảng chương 3 đi luôn thầy. Rồi rồi vậy tôi sẽ gửi tài liệu bài giảng ha, rồi gửi cái bài tập này luôn cho các anh chị. Rồi như vậy thì có vấn đề gì thì các anh chị cứ hỏi trên group Zalo ha. Rồi thôi chúng ta lớp mình nghỉ ở đây. Rồi chúc các anh chị Dạ. buổi tối vui vẻ ha. Rồi Chào chào các anh chị. thầy. Dạ rồi chào các anh Chào chị. thầy.